Xin chào chị, chúng ta một buổi trưa có với nhiều niềm vui. Hôm nay em sẽ hướng dẫn đến chị là cách trồng chăm sóc đối với Cattleya. Rất là nhiều người thích Cattleya, và giống Cattleya là một giống du nhập từ Nam Mỹ. Và giống này thì được một cái người làm vườn ở Anh vào năm 1818. Là khi đó họ vận chuyển nhận một cái đơn hàng từ châu Mỹ gửi về. Và cái người làm vườn này thì họ thấy có một cái loại cây mà được bọc ở trong cái gói hàng đó là làm đồ đó. Có nghĩa là khi người vận chuyển hàng đó thì người ta nhận hàng là cây hoa, nhưng mà người ta vô tình ta lấy cây lan Cattleya này, người ta bỏ trong gói hàng đột nó lại, thì cái người làm vườn đó họ trồng lên và sau một năm vài năm sau đó nó ra hoa. Và mãi sau này thì người ta phát hiện ra cái giống lan này và người ta đặt tên cho cái người làm vườn đó, và người làm vườn đó tên là William Cattleya, nên ngày hôm nay người ta đã kêu cái tên Cattleya này là do cái người làm vườn nổi tiếng của Anh vào thời đó người ta đã phát hiện ra nên được đặt tên theo đó. Và giống lan này nó xuất xứ ở trong rừng ở cái vùng Nam Mỹ là nhiều nhất, các như Peru, Brazil, Chile hay là Argentina hay là Colombia, đó là những cái giống vùng mà mọc rất là nhiều Cattleya trong rừng. Và trong tự nhiên thì Cattleya chỉ có khoảng 50 loài thôi, các loài 50 loài. Và sau này người ta lai tạo ra Cattleya qua Basova rồi các dòng khác nữa, nên bây giờ có hàng ngàn loại lan Cattleya. Nên là Cattleya có đến hơn một ngàn giống. Người Việt Nam, người Đài Loan, người Thái Lan, người Mỹ, rất là nhiều nước trên thế giới họ đã lai tạo cái Cattleya này. Cattleya có đặc tính rằng chỉ cần lấy cái cây này thủ phấn sang cây này là nó sẽ biến thiên mặt hoa rất là nhiều, và mỗi lần như vậy thì nó có một mặt hoa mới và rất rất nhiều mặt hoa đẹp. Nên là khi mà trồng giống Cattleya này, anh chị chúng ta có thể trồng trong chậu ít lồ hay chậu nhiều lồ, thậm chí ghép vào trên cây bảng gỗ, ghép vào trên trụ gỗ, ghép được rất rất nhiều cái giá thể. Nhưng trồng trong chậu thì dễ chăm sóc nhất, dễ chơi hoa nhất. Nên là đối với những cái tác phẩm Cattleya thì chúng người ta sẽ trồng trong chậu để đi thi trưng bày như thế này. Đây là những cái tác phẩm của các nghệ nhân người ta trưng bày ở các cái hội triển lãm hoa lan. Một chậu Cattleya để làm cho nhiều hoa, làm cho nó rực rỡ. Và đặc biệt đây là một chậu lan cát màu trắng, cái thùy chất màu tím. Và giống này thì là giống một lá. Và đặc biệt anh chị lưu ý giống một lá thì nó hơi khó ra hoa hơn, đặc biệt như là giống hai lá. Giống hai lá thì ở trên đỉnh này này, nó có rất là nhiều nụ. Còn đối với cát một lá thì ở trên đỉnh này nó nhiều nhất chỉ có 3 nụ. Và cát đại, cát một lá thì bông đường kính nó sẽ rộng khoảng tầm bình khoảng tầm từ 15 phân trở lên. Còn đối với cát hai lá thì chỗ nó nhỏ hơn, bông nó nhiều hơn. Và cái đặc tính khi mà anh chị chúng ta có thể trồng vỏ thông, trồng bằng giỡn cọng như thế này, hoặc là trồng bằng than cùi. Và nó rất là dễ ra hoa với điều kiện chúng ta cung cấp phân bón đúng cho nó. Chỉ có một số ít là cát một năm ra hoa một lần, và có một số ít nữa đó là cát trồng ở xứ lạnh nó mới ra hoa. Đại đa số cát đều trồng ở xứ nóng, nó ra hoa rất là đạt. Do là chúng ta trồng không ra hoa là vì chúng ta trồng làm cho cái lan chúng ta không đủ chất dinh dưỡng. Đối với cát muốn ra hoa thì anh chị hãy thay đổi phân bón nó. Chúng ta bón phân cho nó chỉ nên sử dụng phân trì viên màu trắng. Không nên sử dụng phân trì có hàm lượng như là 20-10-10 hay là hàm lượng đạm quá cao. Chỉ hãy sử dụng phân trì 14-13-13 là tốt nhất, hoặc là 13-11-11 cũng được. Phân trì để có hàm lượng nitơ lân kali thì chúng ta bón cho cây lan chúng ta nó hấp thu chủ yếu lân kali và nó thúc đẩy ra ngồng hoa khi nó có mèo như này này. Nó có mèo như này, chúng ta tăng cường lân lên hay kali lên thì nó sẽ thúc đẩy sự ra hoa. Nên là anh chị chúng ta bón phân hữu cơ quá nhiều hay là chúng ta bón đạm quá nhiều thì lan chúng ta nó sẽ không ra hoa. Nên chúng ta chỉ là bỏ phân trì và phun phân NPK như là 20-20-20 đều. Đó, một loại lọ và vàng này. Và khi thời gian mà là mầm con bắt đầu lên, anh chị lưu ý nhé. Đó, cái mầm con lên nó được bắt đầu dài như thế này này. Đó, là chúng ta phải tiến hành phun thêm 6-30-30 cho nó. Thì cứ một tuần phun một lần thì lan cát này ra sẽ ra hoa. Nên là anh chị chúng ta không nên phun rong biển nhiều, không phun phân cá nhiều, không phun phân B1 nhiều, là không phun phân hữu cơ nhiều, không phun ghe chuối, ghe gừng gì hết. Đối với dòng này muốn ra hoa chỉ phun vô cơ thôi, đừng có phun tất cả các phân hữu cơ, trừ khi cây con nhỏ chúng ta mới phun vô hữu cơ nhiều cho cây mầm con phát triển. Còn khi là cây khỏe rồi thì chủ yếu phun vô cơ cho cây lan của chúng ta nó. Và khi một chậu lan như này chúng ta chỉ việc là mang về nhà để khô ráo vài ngày, treo nó lên và có phun phân cho nó thì phun vài lần 36-30-30, phun nêm NPK 20-20 là được. Một tuần một lần, anh chị siêng thì có thể 2 ngày một lần, còn không siêng thì cứ một tuần một lần. Và trong thời gian ta phun phân thì phun trên lá hoặc phun vào trong gốc nó, đừng có hạn chế phun lên nụ nhé. Và trong thời gian ra hoa thì chúng ta không nên để ngoài mưa, không tưới nước vào nụ để làm cho ta lan chúng ta bị hư nụ, đó là cách để cho lan chơi lan chúng ta không bị mau tàn. Và trong chậu này nó sẽ có rất là nhiều thân tơ,
thì chúng ta sẽ có nhiều đợt hoa. Và anh chị chúng ta muốn làm cho cái chậu này nhiều thân tơ thì có một phương pháp nữa, đó là chúng ta cắt âm gốc nó. Đây là anh chị thấy không, trên này có rất là nhiều thân. Bây giờ chúng ta muốn làm cho nó nhiều mầm gốc ở trong này thì anh chị hãy lựa cái thế của nó, chúng ta sẽ cho kéo vào, đúng không? Chúng ta bấm, đó, chúng ta bấm rời ra từ cái thân gốc của nó để giúp cho cái lan của chúng ta nó lên được nhiều mầm gốc. Và khi mà anh chị chúng ta bấm, chúng ta không được tưới nước lên vào chậu gì nhá, không được tưới nước vào chậu. Chúng ta cứ cắt như vậy thì giúp cho chậu lan của chúng ta nó sẽ lên được nhiều mầm gốc. Chúng ta chỉ cần để khô ráo vài ngày, sau đó chúng ta mang ra tưới nước, phun phân bình thường. Rồi anh chị có thể là thay những chậu mà nó xu hướng mọc ra ngoài này nhiều á, chúng ta nên có thể dùng kéo cắt bỏ cái chậu này đi, rồi chúng ta bóc ra, chúng ta trồng sang chậu lớn hơn. Và khi mà chúng ta muốn làm một tác phẩm thì cái thân tơ này nó phải quay ra ngoài, nó quay ra ngoài hết thì nó mới đều. Giả sử chậu này á, thì nó ăn lệch về một phía, đằng sau này nó không có thân tơ, nên sau này cây hoa là chỉ có ở đằng trước này thôi. Nên là chúng ta muốn làm một tác phẩm thì chúng ta phải phân bố lại. Chúng ta khi mà chúng ta trồng mới, chúng ta mới phân bố lại cho cái vần tơ nó đi một vòng đều xung quanh thì lan chúng ta mới trở thành một tác phẩm. Để một chậu cắt lấy ra tác phẩm thì cần một thời gian rất là dài, chuẩn bị trước đó 7-8 tháng, có thể 1 năm. Nhưng mà đối với cắt lấy ra dễ làm tác phẩm hơn là các dòng khác. Trong vòng 1 năm là chúng ta có thể tạo ra được tác phẩm. Thứ nhất là chúng ta chọn giống. Cái thứ hai là anh chị phải làm cho các mầm con này nó lên một lần thì nó mới ra hoa một lần. Các mầm con này mà cái mầm trước, cái mầm sau nó nhiều lượt mầm thì nó sẽ lên ra hoa nhiều lần. Nếu bây giờ chúng ta muốn cho lên một lần xong á thì chúng ta phải chờ hết một đợt hoa, khi nào không có hoa nữa thì anh chị phải tách ra trồng lại á, thì chúng ta tách ra để khô tầm một tháng, để khô một tháng cái đó, sau đó mới kích thích lên mầm con đều một lần. Khi mầm con lên đều một lần thì khi đó nó sẽ ra hoa đều một lần. Đó là phương pháp cắt lấy ra thì nó dễ hơn là các dòng lan rừng. Đặc biệt anh chị chọn tuyển giống khác màu đi, nhưng mà mầm con lên một lần nó sẽ ra hoa một lần, nó không giống như các dòng lan tôi phải thân tha gì phải nguyên dề hay là cùng dề, còn hàng đấy cứ mầm con lên một lần sẽ hoa lan một lần. Nhưng mà muốn rực rỡ thì nên chọn một màu để cho chậu lan chúng ta hoa rực rỡ hơn. Đây là cái cách chăm cắt lấy ra. Và khi mà anh chị chúng ta muốn chăm cắt lấy ra hoa đúng Tết á thì chúng ta phải có kinh nghiệm nhiều năm, bởi vì muốn làm cái hoa đúng Tết thì chúng ta phải chuẩn bị trước Tết khoảng tầm 8 tháng. Anh chị phải xử lý phơi khô cho cây, và trước Tết khoảng 8 tháng là cây lan chúng ta phải ra hoa hết rồi. Ra hoa hết rồi để khô cho nó khoảng tầm 1 tháng, sau đó tưới nước trở lại thì nó sẽ lên con mầm con một lần. Từ khi mầm con lên một lần thì anh chị cứ chăm sóc, mà chăm sóc nó thì trước Tết 6 tháng mầm con bắt đầu nhú là lúc đó chúng ta sẽ kịp Tết nhé. Còn bây giờ thì cắt lấy ra là không cần kịp Tết nữa. Bây giờ cứ mua chậu lan nhiều nụ, nhiều mầm. Giả sử như thằng này ra hoa xong rồi đến thằng này, đó, ví dụ như là nó cứ nhiều đợt như vậy là lúc nào chúng ta cũng có hoa hết. Nên là lúc nào anh chị sưu tầm cỡ vài chậu trong vườn, 5-7 chậu, 10 chậu trong vườn là chúng ta có hoa quanh năm, không phải lo là hoa vào Tết nữa nhỉ. Và đây một chậu cát này em đang bán với giá là 400k nhỉ. Chậu cát to, rất là đẹp. Còn anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm về cát lấy da thì chỉ cần để lại là cát lấy da. Mà cây này hoa có một cây duy nhất thôi. Còn những cây này đầy hoa màu, cây này cắt đại, cây này hoa màu gì thì không biết, em không biết. Giờ không có tem, không có lạc gì nữa, nó đang có nụ đây gì đây. Chậu này đang có nụ nhá, chậu này thì 250. Đang có mèo hết này. Anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm này. Đây nhá. Cây này vừa có nụ này là nó có một mầm này tiếp tục này. Rồi là tiếp tục này. Đó nên khi mà chế cắt lấy da là nó hoa liên tục quanh năm, khi anh chị chúng ta đáp ứng được nhu cầu về dinh dưỡng cho nó. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị vào theo dõi livestream của em thì không quên giúp cho em nút chia sẻ nhé. Rồi chào Đinh Bạch Tình. Em chụp 024 lần rồi, giờ tiếp tục phun nữa không? Không phải là anh Đinh Bạch Tình phun cho lan gì. Khi chúng ta phun thì chúng ta phun tầm 3-4 lần, sau đó chúng ta theo dõi nó nhá. Không quay lại, hẳn như là phải biết phun lan gì để mới tư vấn tiếp được. Rồi cảm ơn chuyên đại đã chia sẻ. Thảo Nguyễn, chào Thảo Nguyễn. Chào chuyên gia, xin cho biết một ít thông tin về giống trầm ghép chậu nhựa nhập khẩu và các kênh bán lan đang chào bán hiện nay. Chị ta coi là anh chị muốn tìm hiểu về giống trầm ghép chậu nhựa hả? Nếu mà ở Việt Nam bây giờ bán trầm á, thì hầu như các giống đều trầm lai, có thể là trầm lai của Đài, thì thường là đa số họ trồng chậu nhựa đen, là cái giống trầm này chủ yếu là trồng ở Lâm Đồng thôi, trồng ở Lâm Đồng là nhiều nhất. Còn mà trầm rừng á, thì cũng có nhưng mà ít. Trầm rừng á, thì thường thường là thân già nó sẽ có cái kẹp thân già ở trong đó. Còn đối với các cái giống trầm họ trầm lai của Đài Loan trồng Lâm Đồng thì hầu như không có thân già. Nên là khi anh chị ta mua nhưng mà để ý xem cái chậu mà cái đối với trầm rừng á, thì thân nó to mập nó nù và thân già nó màu trắng và thân tơ của nó không có sọc, thân tơ là xanh hết luôn, thân già nó màu trắng và thân tơ trầm thì nó là ngắn,
ngắn tầm 30 40 là hết cỡ. Còn mà đối với tất cả trầm mà thân thân lá nó tròn, còn thường thường trầm tím mà lá nó dài hơn, thân thì xanh lét, nó không có sọc. Còn các giống trầm lai thì có, chỉ có trầm rồng đỏ thì nó hơi hơi giống trầm rừng thôi, còn các giống trầm khác không giống. Không biết là anh chị Thảo Nguyễn muốn quan tâm về giống trầm gì, thậm chí là anh chị muốn quan tâm về trầm rừng hay là quan tâm về trầm lai. Trầm lai thì có rất là nhiều, trầm hồng long, trầm cửu long, trầm rồng đỏ, trầm lá biên, trầm sao thiên vương, còn rất rất là nhiều trầm. Có như là bây giờ trầm họ lai với giả hạc thì rất là nhiều, trầm lai phi điệp. Nhưng em ở ngoài Bắc này nắng khô có tưới nhiều nước không? Khi nắng khô hả? Nắng khô mà khi mà chúng ta lan ta đến mùa mà nghỉ cắt nước thì không cần tưới. Nhưng mà lan chúng ta, giả sử như cái chậu lan mà nó đang đang trồng, đang chăm sóc lên mầm này mà khô thì chúng ta phải tưới. Cái đó phải tùy theo giống lan nữa nha các bạn nhé. Là gì, giống lan cần cắt nước thì không nên tưới. Còn lan đang chăm sóc bình thường thì một ngày chúng ta tưới từ 1 lần, 2 lần, 3 lần tùy theo giá thể. Giả sử như trồng đến bảng gỗ thì phải siêng tưới, một ngày tưới từ 3 đến 4 lần. Còn đối với trồng bảng dớn mà mưa nhiều thì không cần tưới nhé. Rồi các vị Ba Lâm đã chia sẻ nhé. Chào Kim Phượng, chào Trịnh Thị Thái Lan. Chậu này chậu để 400k nhé. Đây là trắng lưỡi đỏ, còn cái chậu này nhỏ hơn thì 250 một chậu. Chậu này là giống này giống hoa khác, em không biết là màu gì, nó không có ký hiệu. Ngoài ra em có mấy chậu màu khác nữa. Mấy chậu này cũng không có màu đây nữa. Đây cũng dạng một chậm dạng cái cát mini ấy nhỉ. Dòng này hai lá, ba lá. Dòng này thì siêng hoa hoặc quanh năm liên tục. Em có thể có màu gì đây không ấy? Cây này giờ em cũng không biết màu gì đây. Nhưng mà cái này, cái cát này cắt đại ấy nhỉ. Cắt đại là gì? Là nó chỉ có một lá. Và có một lá lên, mà cái này là chúng ta phải tăng cường lân kali nhiều lên cho nó. Tăng cường lân kali từ khi cái mầm như này này. Đó, nhìn thấy không? Khi nó có mèo á, chúng ta tăng cường lân kali thì nó thúc đẩy sự ra hoa. Cứ chậu nhỏ thì em bán 250, chậu lớn này là do chậu này lớn 400. Làm cho chị chậu cát hoa Tết đi. Cát hoa Tết thì dễ lắm nhá nhỉ. Nếu mà anh chị quan tâm cát hoa Tết thì anh chị cần như tầm này này. Đó, cát mà bây giờ nó tầm tầm như này này. Là gần được chuẩn là có như là vào đúng Tết đó. Nên là chị Hoàng Mai quan tâm thì có thể là để lại cho em số điện thoại nhé. Rê thứ là cả vườn cát của em ru nhau ra đủ hết rồi, sắp tết chơi lá à, là bây giờ ra nụ rồi thì Tết chơi lá. Thế anh chị chúng ta phải làm trong chậu nó có nhiều bồng con. Đây thứ nhá, trong chậu mà có nhiều bồng con là cứ ra hoa quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Ôi, chào Hoa Nguyễn, chào Đàm Hương, cảm ơn Đàm Hương đã chia sẻ nhá. Vân Ngô, cách làm kiếm lùn ra hoa và cách cắt nước. Kiếm lùn là kiếm gì đó? Nếu mà kiếm lá cứng á, thì đối với dòng tiên vù hay dòng lô hội thì hai giống này đều phải cắt nước hết. Giả sử như có một số giống kiếm mà họ phải sử dụng phân phân ức chế sự phát triển của lá. Giả sử như anh chị mua những cái kiếm mà lá nó lùn, nó côn, nó ngắn á, thường là do người ta sẽ ức chế qua thuốc, đặc biệt là thuốc cytokine DOA06 chẳng hạn. Cytokine DOA06 hoặc là sử dụng xăng 630 quá nhiều hoặc là phun lân quá nhiều thì lá nó sẽ lùn lại. Mà khi mà chúng ta sử dụng thuốc và lân thì rất là làm lan rất là khó ra hoa. Nên là chúng ta phải chăm ít nhất là 1 năm, 2 năm chúng ta cung cấp đủ NPK 20 đều cho cây nó phát triển đều đặn đi. Thì chúng ta cắt nước nó vào tầm tháng 12 hoặc tháng 1. Anh chị cắt nước đó thì sau đó tưới nước trở lại sẽ cho hoa vào tháng 5, tháng 6. Vâng luôn nhé. Rồi cảm ơn Dương Tiến Hội đã chia sẻ. Em có Dendro Xuân không? Dendro Xuân sắp tới thì em sẽ nhập về. Đợt này em có mấy chậu nhỏ như này thôi. Em có mấy chậu này 150k một chậu. Có mấy chậu nhỏ giống thôi. Cái này giống này là hoa màu tím, lưỡi hỏng nó màu đẹ màu tím nhỉ. Sử dụng phân gì cho tất cho cát chăm, cách chăm sao? Như em mới chia sẻ với anh chị là chỉ dùng NPK 20 thôi nhỉ. NPK 20 B1 với thì ít phun, lâu lâu phun một lần, 10 ngày phun cho B1 lần thôi. Chủ yếu là sử dụng NPK 20 và khi mầm con lên thì sử dụng 630-30. Thủy Tiên, tháng nào thay chậu được? Tất cả giống Kiều hay giống Thủy Tiên thì qua mùa xuân, vào từ tháng 2 tới tháng 7 là thời gian thay chậu được nhé. Em dùng 05234 cho hồ điệp. Giả sử chúng ta phun 3-4 lần rồi mà không ra hoa thì phải theo dõi nó. Bởi vì phun không phải ra liền mà theo dõi. Bởi vì anh chị lưu ý là cây hồ điệp nó ra hoa được nó phải do cái chu kỳ cây. Giả sử như một là cây mới hết hoa, hoặc là cây của chúng ta nó cây phát triển thân lá chưa đủ. Và phải chứng biết cái cây của anh chị cái tình trạng như thế nào. Giả sử như hồ điệp của em như thế này là ra hoa này.
Khi hồ điệp của chúng ta mà nó bắt đầu lên 3 lá hoặc 4 lá, mà đặc biệt và dễ ra hoa nhất đó là cái thời kỳ ngọn nó. Thường khi trong thời kỳ mà thúc đẩy ra hoa là cái ngọn này nó sẽ không phát triển. Có một số ít cây là đang ra nụ nó vẫn đi lá, nhưng mà cái lá nó phát triển xong là nó sẽ dừng luôn. Đó là chúng ta kiểm tra cái lá, giả sử trong quá trình mà lá nó đang đi á thì phun kích hoa nó sẽ không ra. Nhưng mà cái lá nó dừng lại rồi, nó gọi là dừng lại rồi thì nó sẽ thúc đẩy ra hoa tốt hơn. Nên anh chị nhá. Nên là khi chúng ta chăm chúng ta kiểm tra cái chế độ lá nữa. Chế độ cây, thời kỳ cây. Như cây này là vừa ra hoa này, trên cái gồng này là cái gồng già trước đó cắt khúc trên, ở đây còn cái mầm thì nó lại tiếp tục lại ra hoa tiếp. Nó cứ cắt lên, chúng ta muốn ra hoa quanh năm là chúng ta cắt phía trên ngọn thôi, đừng cắt phía dưới nhá. Rồi anh chị nào mua một chậu hồ điệp là thuần than củi, rễ đẹp đây rồi như gì nhá, rễ đẹp, cái này em đang bán 150k một chậu hồ điệp đã thuần. Cái này anh chị chúng ta về chúng ta để bỏ phân vào gốc và tưới nước chăm sóc bình thường thôi, không cần phải xử lý gì nữa. Cát mini mà ra mèo không có nụ thì phun gì? Chúng ta phải phun từ lúc cái mầm con nó còn nhỏ, còn để lớn rồi mà phun là không có tác dụng gì nữa, nghe không nhỉ? Phải phun từ lúc nó còn nhỏ, khi mà cái mầm con lên 5-7 phân á thì nó hấp thu được lân kali thì nó mới thúc đẩy sự ra nụ đi. Còn mà nó thiếu lân kali á thì nó còn lên mèo rồi, nó sẽ lép luôn. Ôi các Phương đã chia sẻ nhá, Nguyễn Ngọc Thái Bảo cho cô chậu cát đang nụ 200k hoa mấy màu. Trong này có khoảng 3-4 màu gì đó. Nhớ cô Nguyễn Trung nhá, cô Nguyễn Trung muốn mua cát thì có thể là để cho con số điện thoại. Đây khoảng có 3-4 màu gì á. Đây có mấy chậu màu đỏ, màu vàng. Nha cô chắc còn có màu đỏ, màu vàng. Là cô có thể cho số điện thoại. Combo thuốc trị nấm và vi khuẩn cho lan bao nhiêu tiền? Thí dụ như chúng ta một Ridomin với lại là chúng ta có thể mua cái Talaxy với lại cái Aerobat này. Talaxy là 70.000, cái Aerobat này 60.000, là 130.000. Nhà một chuẩn chuẩn mo nhé. Chuẩn cát bao nhiêu tiền? Chậu cát này em đang bán 400, mà cái là hoa màu trắng, lưỡi màu tím, rất là đẹp nhỉ. Long tu nở hoa 3 tháng 3 cắt nước tháng mấy? Nếu mà cắt nước vào tháng 3 thì bây giờ tháng 10 âm lịch cắt nước cũng được rồi nhỉ. Hoặc là tháng 11, đúng nhất là tháng 11 hoặc tháng 12. Nếu mà nở hoa vào tháng 3 dương lịch thì tháng 12 cắt nước. Cắt nước sớm hơn cũng được, không sao cả. Nhưng mà rồi chào Trịnh Thuận, chào Huế Trịnh, có vàng đỏ không? Có một chậu vàng đỏ hay sao để em đi tìm nữa, biết không? Đây có một chậu vàng này thôi chứ không phải vàng đỏ. Có một chậu vàng, một chậu đỏ. Thì anh Huế Trịnh nhá, hay chị Huế Trịnh nhá, em có một chậu vàng, chậu đỏ. Cát hắc tùng là cát ra hoa quanh năm hay theo mùa vậy? Có khó ra hoa không? Cái hắc tùng chớp á, cây mà lá nó chớp chớp, cái hoa nó chớp chớp á thì giống ra hoa quanh năm. Không phải ra hoa theo mùa, giống nó trồng ở miền Nam ra hoa rất là dễ ra hoa. Và giống này là giống được đột biến. Nếu mà cát hắc tùng cái đúng chuẩn cái hắc tùng chớp á thì nó khoảng 1.7 một thân á, 1.5 một thân. Còn cái hắc tùng bình thường là hoa nó một màu á thì nó rẻ hơn mấy trăm ngàn chậu. Một cát của chị sao lại bị vàng lá chứ không xanh như của em nhỉ? Khi một là lá vàng là do chúng ta trồng nơi nhiều nắng chẳng hạn. Khi mà chúng ta trồng nơi quá nhiều nắng thì lá nó sẽ hơi ngả vàng đi. Còn nếu anh chị chúng ta trồng trồng cái môi trường mà thiếu phân bón chẳng hạn, đôi lúc là thiếu phân bón nó cũng vàng. Rồi hoặc là chúng ta bị bệnh. Khi mà chúng ta kiểm tra xem mà cây lá ta vàng mà rất là lâu á, cái kiểu cảm giác mà vàng nó không vài ngày, nó cứ vàng nhạt đi, thì có thể cây chúng ta thiếu chất này. Rồi cây chúng ta đó nó bị nhiều nắng. Còn mà khi mà vàng xong vài ngày mà rụng liền thì đó là giống bị bệnh. Rồi chào chị Nguyễn Tiến, cảm ơn chị Nguyễn Tiến đã chia sẻ nhé. Lan cát của tôi rất nhiều nụ mà không ra đưa hoa được, vậy tại sao vậy? Thường thường mà khi chúng ta trồng cát mà ra mèo rất là nhiều đúng không ạ? Hay gặp nhất đó là cát mà anh chị chúng ta trồng mà ra mèo như này. Cái mèo này á, là chúng ta phải nhìn vào khi mà nó có cái nhân ở dưới đáy á, hoặc là chúng ta thấy nhìn xuyên qua mà thấy có cái nhân, cái đỉnh xí trưởng nó nhúi lên thì đó là có hoa, còn nó xẹp lép luôn thì đó là do chúng ta thiếu lân và kali từ lúc nó còn bé. Nên là để cho ra hoa thì chúng ta phải thay đổi phân bón nó. Cái lúc mà mầm con lên từ như này này, anh chị nhá, đó, mầm con lên từ như này là phải tăng cường lân và kali lên cho nó là sẽ ra hoa. Đặc biệt có thể tăng cường như là 10-60-10, cũng có thể tăng cường 10-30-20, cũng có thể tăng cường 6-30-30. Gọi là anh có giò kiều hoa tháng 4 có 5 thân già, sau khi hết hoa anh kích được 5 mầm, nay dài được 12 cm nhưng chưa ra rễ,
anh đã kích rễ 2 lần, chị giúp anh cách cho ra rễ. Thường thường khi mà chúng ta kích bằng thuốc á, thì rễ cây nó ra khó ra rễ. Thì anh còn dùng phương pháp thế này là anh cắt nước đó đi, anh gọi là anh ngưng tưới nước nó khoảng tầm 2 tuần cho cây nó sẽ hơi héo đi, sau lại anh tưới nước trở lại và anh tưới làm sao cho có độ ẩm vừa đủ chứ không được quá ướt. Có ẩm vừa đủ là tự động nó ra rễ. Còn mà không ra rễ nữa thì cũng không sao cả. Chúng ta đến mùa chúng ta cắt nước hoàn toàn cho nó, cắt nước hoàn toàn khoảng 1 tháng sau chúng ta lại tưới nước trở lại, nó lại lên mầm con. Qua tầm nếu mà anh không biết giống kiều gì thì khoảng tầm tháng 11, 12 để anh cắt nước đó. Còn bây giờ nó chưa ra rễ, chúng ta cũng sao cả. Nếu mà chờ đến tháng 12 cắt nước tầm 30 ngày sau tưới nước lại thì nó sẽ thúc đẩy lên mầm con mới, sau đó ra rễ cũng được. Lan lồng tu bắt đầu rụng lá thì cắt nước 30 ngày hoàn toàn mùa lạnh rồi, liệu Tết có hoa sáng có nắng chiếu vào được không? Cái này mà có Tết có hoa không là chúng ta nên chọn cái giống lông tu xuân đó, thì nó xác suất ra hoa sớm hơn. Còn đối với lông tu Lào thì ra hoa trễ hơn. Người Trung nhé, nếu là chọn cái lông đúng chuẩn giống lông tu mà của vùng Lâm Đồng hoặc là vùng Đắk Nông á, hoặc là cái nguồn cây đó nó mở mọc ở trong rừng ở đó thì xử lý ra hoa Tết dễ hơn. Còn đối với lông tu Lào thì nó ra hoa vào tháng 3, tháng 4 nên không xử lý được. Nên là chúng ta phải hiểu, bởi vì đối với lông tu xuân á, lông tu Lào người ta vẫn cứ gọi là lông tu xuân. Nên là anh chị chúng ta cũng sẽ khó nhận phân biệt được. Nhưng mà lông tu Lào á thì thân nó sẽ to, ngắn và rất là thẳng. Còn đối với lông tu xuân á là nó sẽ zig zag. Thân nó zig zag mà thân nó nhỏ, nó thon nhỏ. Mập lắm thì chỉ bằng được như con tay út hoặc to hơn con tay út chút thôi. Còn lông tu Lào thì cho chăm mập với bằng con tay cái luôn. Và thân nó ngắn hơn. Có kiều rừng không? Em có chứ, tất cả lan em kiều lan rừng hết cả, nên là kiều vuông hay là kiều em mới còn mỗi kiều vuông nữa thôi, kiều tím cũng hết rồi. Kiều vàng, kiều bội gà thì cũng hết rồi, còn mỗi kiều vuông. Rồi, cảm ơn Trần Điện đã chia sẻ. Nhưng mà Phi Điệp, em rụng lá gần hết, cần cắt nước không? Nếu mà khi mà chúng ta có rụng lá thì bạn đứng ngọn rồi á thì anh chị có thể là giảm tưới nước để cắt nước được. Nhưng mà anh Phi Điệp, anh chị đang đi ngọn thì không cắt nước được. Còn mà ra hoa vào đúng Tết hay không á, là chúng ta phải đảm bảo chuẩn giống ra hoa vào Tết. Còn giống mà ra hoa hè hay là giống ra hoa vào tháng 4, tháng 5 á, thì có cắt nước bây giờ thì nó phải tới tháng 4, tháng 5 mới ra hoa. Như vậy á. Trầm tím có cần cắt nước không? Trầm tím phải cắt nước thì mới cho hoa. Còn không cắt nước nó chỉ ra kỳ thôi. Vỏ ba dụng nhé. Hoàng thảo vôi cắt nước tháng mấy? Tầm tháng 11. Tầm tháng 11 là cắt nước được. Tháng 11, tháng 12 là cắt nước được. Anh cho em hỏi phun 630 cho Phi Điệp 1 gram lít nước. Để trước khi cắt nước đó. Đúng rồi, phun 1 gram cho 1 lít nước. Phun tầm 5 ngày hoặc 7 ngày một lần. Hồ Điệp đang ngầu phun gì để nhiều nụ? Đầu tiên á, mà cây nhiều nụ hay không là phải do cây khỏe đã. Cây khỏe thì cây mới có nhiều nụ. Cây khỏe thì ngầu hoa nó mới dài. Chúng ta tác động phân bón thì giúp một phần nhỏ thôi. Còn cây mà yếu á, thì phun phân bón thì hoa không dài. Nên là anh chị lưu ý là phải chăm cây hồ điệp cho nhiều lá, ít nhất là 6, 7 lá, 8 lá trở lên. Thì cây hồ điệp ngầu hoa sẽ dài. Rồi cũng có phân bón trong thời gian ra nụ thì phun như là 6, 30, 30. Và xem kẻ thêm phân NPK 20, 20. Phun thêm B1, phun thêm rồng biển. Đó là phân tốt cho việc ra hoa. Có thể phun thêm canxi, phun thêm canxi bo hoặc là kali bo cho nó. Cây của anh sao lá vàng thế? Đây là những cái giống lan ra hoa mùa xuân. Nên là em lại giảm tưới nước từ đầu tháng 9, là giảm tưới nước 2 tuần rồi. Nên là bữa nay lá bắt đầu nó vàng đi. Và nó chuẩn bị rụng lá để ra hoa. Đấy không phải là bị bệnh đâu nhé. Nếu mà anh chị mà trong thời gian chúng ta trồng thân thòng mà bữa nay thấy đứng ngọn rồi, lá bắt đầu vàng vàng rồi, có thể giảm tưới nước, tăng cường lân kali cho nó. Em muốn hồ điệp ra hoa nhỏ vào nách lá như vậy, buổi chiều sáng xả nước lại. Anh chị mà chúng ta nhỏ vào nó cũng ra hoa, nhưng mà chúng ta cẩn thận khi chăm sóc cây chúng ta mà không đủ tuổi nó sẽ không ra, và chúng ta nhỏ không đúng cách nó sẽ gây ra cháy nụ, và sau này khi ra hoa mà cây yếu á thì nó sẽ nuôi hoa không được. Nên là anh chị chúng ta nhỏ VTL 17 phải cẩn thận với từng loại cây, chu kỳ chăm sóc chứ không phải lúc nào ta cũng làm được. Nói chung là ta phải hiểu trước khi chúng ta làm. Rồi, cảm ơn Định Cư đã chia sẻ. Lan thân củ như địa lan cát phụ nữ bị đen chóp lá là lan rộng ra là bị gì? Giả sử khi những cái lan lá này mà nó bị cháy ở bìa lá này, nó cứ thối vào phía trong á, đó là do bị cháy bìa lá do vi khuẩn. Hoặc là nếu mà nó không bị thối ở đầu mà nó cứ đen ở đầu đi thì đó là bệnh thối đen. Chúng ta có thể phun được như là Atracon với Aleph, hoặc có thể là phun cái Talasi với lại cái Arobat, hoặc là Atalasi với Atracon cũng được. Chị Hạnh Hương mà muốn mua thuốc thì có thể để lại cho số điện thoại. Chậu cát có 2 nụ đẹp. Chậu anh chị đang vào muốn mua chậu cát này thì có thể là để cho em là số điện thoại nhé. Chị Cúc Phan nhé. Cát này đang có nụ rồi. Cái giống cát 1 là 2 lá này á, anh chị chúng ta chỉ cần là
để nơi đủ nắng, rồi cứ bỏ thêm phân trì cho nó, phun phân 20-20 đều là tự động ra hoa luôn, không cần phải tăng lân gali như là cái thằng cát bột lá đâu. Cát bột lá thì tăng lân gali nhiều hơn. Rồi, cảm ơn chị Đàn Hiền đã chia sẻ. Gửi em 40 gói phân tăng chậm. Rồi ok chị Hoa Nguyễn. Tam bảo sắc nở hoa tháng nào và có cần cắt nước không? Giáng hương tam bảo sắc hay là hoàng thảo tam bảo sắc thì hai giống này đều có thời gian cắt nước đó. Và cái giáng hương tam bảo sắc thì nó ra hoa vào tầm từ tháng 3 tới tháng 5. Cái hoàng thảo tam bảo sắc thì nở từ tháng 5 tới tháng 7. Hai giống này thì đều phải cắt nước, và trong thời gian cắt nước thì phải có nhiệt độ lạnh là lạnh xuống. Anh cho hỏi 1 kg vôi pha với bao nhiêu lít nước để có thể được bao lâu? Chúng ta có thể là pha được 50 lít nước. Nên là trước khi pha thì anh chị nên lóng hết các cái cặn, các cái sàn đất cát thì lấy phần bột thôi. Rồi pha nước, nếu mà tốt nhất thì nên lấy phần nước trong để đánh tình trạng là nó nghẹt mét, nó nghẹt vòi xịt nhé. Rồi nếu mà chúng ta lấy phần trong thì đợi nhìn cái lá đợi dơ, chứ còn phun cả bột lên cho lan cũng không sao cả, nhưng mà nó phần nhìn dơ thôi. Nên là nước vào trong thì nó là tốt. Và chúng ta có thể phun ngâm nó, gọi là chúng ta hòa ra nó, chúng ta ngâm phun trong vài ngày, đừng để quá lâu. Để quá lâu nó sẽ không tốt nữa, nó mất tác dụng đi. Rồi, chào chị Giang Ngô, đây là trầm rồng đỏ cắt nước được chưa? Trầm rồng đỏ là đầu tháng 9 âm lịch là chúng ta phải giảm tưới nước đó rồi. Một tuần chỉ tưới nước một lần thôi. Bữa nay mà chúng ta chưa giảm tưới nước là hơi trễ rồi nhé. Nhà Lê nhé. Cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Mình đang quan tâm giống trầm lai. Vậy ở Cà Mau thì giống trầm nuôi có được không? Được. Các giống trầm lai thì trồng ở miền Nam ra hoa, thậm chí trầm rừng trồng ở miền Nam cũng ra hoa. Có là một số loại lan rất là hay, có là đặc biệt là giống trầm là xuất xứ ở vùng Tây Bắc mà lại trồng trong miền Nam, mà trồng bất cứ vùng nào cũng có hoa cả. Trồng Sài Gòn nó trồng nóng cũng có hoa. Có là một số dòng lan thì nó không có bị thoái hóa, nhưng mà đặc biệt một số dòng lan là ở xuất xứ Tây Bắc là trồng Nam có hoa, là như u lồi đấy, hay là cái chuỗi ngọc này, đó là những, hay là cái phi điệp vàng, nó mang đi xứ nóng này không có hoa, nhưng mà riêng thằng trầm nó lại có hoa. Rồi chào anh Tịnh Tâm, cảm ơn chị Tâm đã chia sẻ. Phi điệp ra hoa, phi điệp hoa vào mùa hè, bây giờ đúng ngọn thì có phải bón phân gì nữa không? Chúng ta nên bón phân gốc cho nó này, rồi phun phân như là 20-20 đều, và tốt nhất là phun thêm như các lân, đặc biệt là 10-60-10 hoặc có thể là 10-30-20. Khi đứng ngọn nên tăng cường lân nhiều lên. Chị Thảo Nguyễn quan tâm về cái trầm, các cái trầm lai thì em có mấy giống trầm lai? Trầm lai thì em có trầm lai của Thái. Phi điệp hoa vào mùa hè bây giờ đúng ngọn thì có phải bón phân gì nữa không? Không cần bón nữa nhé. Nghe anh mới hướng dẫn thì như vậy cát la gia để quên mầm con lớn qua giai đoạn mà không bổ sung kịp lân kali sẽ không có mèo đúng không? Em xài 0524 cho mạnh hơn có phù hợp cho lá cát không? Không, được chứ, sử dụng cát được, nhưng mà nó khi mà cái giả sử như cái mầm này này, nhìn thấy không? Cái mầm này này nó không có mèo. Cái mầm này là nó bị qua mèo này. Khi mà nó lên mà không có mèo á, là do trong quá trình chúng ta bổ sung phân bón, có thể cái mầm này nó gặp vấn đề về hấp thu ở bộ rễ, có thể là rễ ra chậm, nó hấp thu lân kém đi, nên dẫn đến cái mầm này nó không chịu ra hoa. Nên là khi mà đã qua giai đoạn nó thì nó không ra hoa nữa. Chúng ta phải bón từ cái thời kỳ mà từ khi mầm con mới lên á. Nhưng mà khi có mầm con lên thì cho nên bón 6-30-30 á, xài 0-5-2-3-4 thì nó hàm lượng lân với kali cao thì nó sẽ thúc đẩy ra hoa đạt. Nhưng mà chúng ta phun cái này nhiều thì mầm con sẽ phát triển kém lại đường giang đấy, nên khi mà mầm con đối với cát thì sử dụng 6-30-30 hoặc có thể sử dụng là 10-30-20 là tốt nhất. Ôi, chào Đông Lê, chậu cát trên cả bàn bao nhiêu? Mấy chậu cát này em đang bán với giá 250 một chậu, có riêng chậu này nó to hơn, cái giống này thì hoa màu trắng nên là cao hơn là 400k, còn chậu này đang bán giá 250, đang có hai ngồng hoa anh nhé. Tưới phân vào giờ nào là tốt nhất và cần xả nước không? Nếu anh chị chúng ta phun phân pha loãng thì không bao giờ phải xả nước, dùng đặng nhé. Còn mà chúng ta phun đúng liều thì ta cũng không cần xả, thì khi nào anh chị phun phân quá dư liều, giả sử anh chị pha 2g cho 1 lít nước hoặc là 1.5g cho 1 lít nước thì ngày mai anh chị phải xả lại, hoặc anh chị chúng ta tưới 1g cho 1 lít nước và ta phun đi phun lại nhiều lần thì cũng nên sau đó xả lại. Còn anh chị pha 1g cho 3 lít nước hoặc 5 lít nước trở lên thì không bao giờ phải lo xả. Nếu mà tốt nhất em hay xài là cứ 1g cho 5 lít nước, cứ 2 ngày phun 1 lần, không bao giờ phải xả hết. Và tưới phân thì nên tưới vào những cái giờ buổi sáng, từ 5-6 giờ sáng hoặc là chiều tầm 4 giờ chiều, không được phun vào giờ trưa nắng gắt. Còn nếu mà những ngày mà trời mây âm u thì anh chị phun giờ nào cũng được hết. Có cắt đỏ thơm không? Em có chậu cắt đỏ màu đỏ luôn đây. Đâu nè. Đây có một chậu cắt vàng đỏ này nhá. Mấy chậu cắt đều có nụ hết rồi nhá. Đây là một chậu cắt vàng đỏ.
chỗ này có 250 nhá, vàng đỏ, còn mà có một chục cát màu đỏ nữa. Rồi, có một chậu cát màu đỏ, cũng có nụ luôn này nhá. Có một chậu cát màu đỏ duy nhất à. À, có nghĩa là cây này là hoa nhiều thứ hoa lắm. Hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng. À, nên là không có biết chính xác, cây này thì hoa vàng tuyền, hoa vàng khe luôn. Rồi, cảm ơn Đông lại chia sẻ nhá. Lan ra hoa Tết bón phân gì? À, lan ra hoa Tết thì bữa nay chúng ta phải giảm tưới nước rồi. Chúc là đầu tháng 9 âm lịch là phải giảm tưới nước cái đó, một tuần tưới một lần. Và phun 6-30-30. Bữa nay mà chưa giảm tưới nước là hơi trễ đó, anh sẽ ok nhá. Rồi, chào Tâm Lê Duy, cho em hỏi cát không ra mèo có tưới phân không hay là phân đủ? Khi mà không ra mèo thì không cần phải tưới gì nữa, bởi vì chúng ta chỉ cần bón 20-20 thôi. Chúng ta chờ chăm tiếp cho đợt mầm con lên. Còn mà chúng ta trong một chậu mà nó nhiều thân già thì có thể phương pháp là cắt gốc như hồi nãy em hướng dẫn. Là cắt gốc nó để khô nó vài ngày, sau đó đem ra chăm sóc. Sau khi lên nhiều một thân tơ thì theo dõi thân tơ mà cao lên 5-7 phân rồi thì mới tăng cường lân kali lên cho nó ra hoa nhé. Cửa vuông lên mầm con có cắt nước được không? Phải chờ mầm con đó đứng ngọn hoàn toàn thì mới cắt nước được. Chắc là do chúng ta trồng nó lên đợt mầm con trễ. Nên là sang năm anh chị phải xử lý cho mầm con lên sớm. Khi mà tháng 11, 12 chúng ta cắt nước đó thì đầu qua mùa xuân nó sẽ lên mầm con mới. Sau khi lên mầm con mới thì nó khoảng tầm tháng 7, tháng 8 nó sẽ có đợt mầm con nữa. Thì bây giờ nó sẽ đứng ngọn rồi. Còn đợt này mới lên thì phải 1-2 tháng nữa chúng ta mới cắt nước được. Còn bây giờ đang lên mà cắt nước đó thì nó cũng sẽ được ra hoa, nhưng mà cái mầm con sẽ xu hướng là khó ra hoa hơn là khi mà mầm con nó kết thúc chu kỳ phát triển rồi. Đúng rồi nhé. Giả sử như là khi kết thúc chu kỳ phát triển của mầm con đó là mầm con đó sẽ bắt đầu là dừng phát triển lại, rễ không ra nữa, đứng ngọn rễ đi thì chúng ta sẽ cắt nước nó hiệu quả hơn. Nắm đang Hà Tĩnh cứ đi ngọn khó ra hoa, giờ làm cách gì cho nó ra hoa? Đối với nắm đang Hà Tĩnh thì đúng là cực kỳ khó. Giống này là chúng ta cứ làm như này, giảm tưới nước cho nó, tăng cường lân kali lên, rồi sau đó chúng ta cắt nước là 45 ngày. Giống nào ra hoa sẽ khó ra hoa thì cắt nước càng lâu hơn, 45 đến 60 ngày luôn. Sau đó tưới nước lại, nó thích hợp cắt nước tầm tháng 1, tháng 2. Anh gia này gia nghèo nhé. Năm anh Long Khánh với năm trắng cờ đỏ ra hoa vào tháng mấy? Mùa này bọn phân gì? Mùa này cứ chăm sóc bình thường nếu chuẩn giống năm anh trắng Long Khánh với năm trắng cờ đỏ. Còn mà anh chị mà mua hàng mua nhầm cái cây mà họ bán hàng xuân á, thật sự như anh chị mua mà ngoài vườn các vườn ở Lâm Đồng hay ở Bảo Lộc và cách đây 1-2 năm về trước mà giá mà mấy chục ngàn hay 100 mấy ngàn một chậu thì chắc chắn nó là dòng xuân. Thì dòng xuân hôm nay đứng ngọn rồi thì anh chị tăng cường lân kali lên cho nó, rồi giảm tưới nước, rồi đầu tháng 10, tháng 11, đầu tháng 11 có thể cắt nước cho nó được. Thì giống này đúng là giống trầm, rằng cái dòng xuân thì nó sẽ nở hoa vào tháng 3, tháng 4, hoặc là nở hoa vào tầm tháng 2. Rồi. Đại Châu đã có nụ xịt phân gì nên bón phân như NPK 20-20 hay B1 hay là rong rong biển nha anh nhé. Giới thiệu hộ chị đèn với. Anh chị nào quan tâm về đèn quang phổ thì anh chị cứ để lại số điện thoại, bởi vì bên em thì hôm nay đang làm cái đại lý về và cung cấp đèn quang phổ cho luôn. Anh chị chỉ cần để lại thông tin thì bên công ty sẽ gửi đèn cho anh chị. Ví dụ như anh chị sử dụng đèn á thì một cái bóng đèn khoảng 36W thì cho nó sẽ chiếu được trong vòng 1m2. Nhưng mà sẽ coi là chỉ như cái chậu lan chúng ta ở đây này là chúng ta chiếu đèn cách khoảng 70 phân, 50 phân, 50 70 phân, và trong 1m2 đó thì anh chị phải xếp lan nó gần đi sát sát nhau lại thì đợi chúng ta tới, chứ đừng có để trong 1m2 có một vài chậu lan nhé. Chúng ta trồng làm sao chậu lan chúng ta trồng và để lại sát với nhau và chúng ta bỏ đèn gần đó. Và trong quá trình mà chúng ta để chậu lan sát thì chúng ta nên bật quạt gió cho nó, bởi vì là khi trồng sát quá thì cây chúng ta sẽ bị cạnh tranh về oxy, nên là cây dày quá thì oxy kém thì nó phải tạo thêm quạt gió để đưa oxy vào cho nó. Rồi, cảm ơn Sơn OK đã chia sẻ nhá. Chậu kiều mắt nụ nhiều có phải cắt nước không? Chậu kiều mắt nụ đó là cái tự nhiên của nó, cái bản tính của nó là khi mà thân bắt đầu mập lên là tự nhiên cái mắt nó sưng lên như vậy. Còn chúng ta không cắt nước là không bao giờ nó qua hết, đúng không nhé? Nhưng mà muốn cắt nước của ra hoa Tết thì phải chọn đúng giống, còn không phải giống kiểu ra hoa Tết thì phải tháng 11, 12 trở đi chúng ta mới cắt nước. Phi Điệp, Bảo Duy và năm cánh trắng Bạch Tuyết cắt nước khi nào vậy? Nếu mà chuẩn giống năm cánh trắng Bạch Tuyết thì ra hoa vào từ tháng 5 đến tháng 7. Còn mà anh chị mua những chậu lan mà của các nhà vườn Bảo Lộc bán cách đây 1-2 năm thì chắc chắn nó là giống xuân. Các cái trầm lai, đặc biệt là các cái trầm lai người ta độn vào ta bán, thân tự đặt tên như nó người ta bán. Khi mà người ta bán những cái giống xuân như vậy thì bữa nay là anh chị thấy nó đứng ngọn rồi, thì anh chị có thể là tăng cường lân kali để giảm tưới nước cho nó. Kiều vuông bị thối hết, rễ xử lý sao? Tốt nhất là
bóc ra treo nó lên nhé. Chúng ta treo khô khô lên để đó, treo khô trong vài tuần xong chúng ta mang ra ngoài, treo vào cái nơi mà mưa tưới nước được, phun phân được, rồi qua mùa xuân chúng ta mới trồng. Bởi vì mùa này nó không có ra mầm con nữa, nó sẽ có như là dừa nó không phát triển nữa, thì để qua mùa xuân bắt trồng luôn. Có khi chúng ta treo lên như vậy là giúp cho cây chúng ta là nó giống như tạm thời nghỉ luôn. Và khi mà từ mùa xuân đến ấm áp lên, tưới nước cho nó thì nó sẽ tự động lên mầm con. Mình cho em hỏi phi điệp Hawaii cách chăm bón phân và cắt nước thời gian nào vậy? Phi điệp Hawaii thì nó là giống ra hoa vào tầm Tết âm lịch hoặc sau Tết vài tuần. Thì thời gian từ đầu tháng 9 âm lịch là anh chị phải tăng cường lân kali, giảm hết tất cả các phân bón khác, chị phun mỗi 6-30-30, rồi giảm tưới nước nó một tuần một lần. Và đầu tháng 10 âm lịch thì cắt nước. Còn bây giờ chúng ta chưa giảm tưới nước thì đầu tháng 10 âm lịch không cắt nước được. Đấy nhá. Phải giảm ít nhất là vài tuần sau đó, một tuần tới một lần, để cho cây chúng ta bắt đầu thích nghi dần với việc là vào mùa khô. Việc cắt nước là giống như cái lan vào mùa khô vậy. Và trong thời gian cắt nước các anh chị để nơi nắng nhẹ là được, như nắng khoảng 30%-40%, không cần phải để nắng trực tiếp hay là để gắt. Và cắt nước đó một tháng sau tưới nước lại thì nó sẽ cho hoa. Còn cho hoa vào đúng Tết hay không thì dao động cho nó khí hậu lạnh hay ấm nữa. Lạnh thì chúng ta nên sưởi ấm vào ban ngày, còn khí hậu nóng thì nên sưởi cho lạnh vào ban đêm. Cách trị rêu rong nhớt như thế nào vậy? Rêu rong nhớt chúng ta có thể phun cốc tâm lâm cũng được. Cái thuốc cốc tâm lâm nó sẽ làm cho rửa trôi cái rêu đi. Hoặc là thứ hai nữa, chúng ta sử dụng thêm rong rêu nhớt thì có thể sử dụng như là cái xà bông rửa chén đó. Chúng ta pha chung với giấm mà phun lên nó cũng làm bay bông róc rêu ra, rửa trôi tẩy rêu. Cho mình hỏi chậu phi điệp Asa thân dài 1 mét nhưng mầm con mọc nhiều, cao 20, bây giờ phun 60 có ảnh hưởng mầm con không? Chúng ta phun 60-30 giảm tưới nước thì nó sẽ đứng cái mầm con nó ngọn ngắn lại, nó sẽ dừng phát triển lại và qua mùa xuân nó lên mầm con mới, không bị sao cả. Anh Ngưu chứ. Rồi chào anh Lan, dụ là mình có chậu Dendro Úc mắt đen đã thắt ngọn và làm lên mầm con nhiều, giờ phun thuốc gì cho hoa? Đối với Dendro Úc á, hay là Dendro Xuân thì giống này có một đặc tính riêng, đó là trong thời gian bây giờ nó sẽ lên mầm con và chúng ta vẫn cắt nước nó bình thường, và qua mùa xuân thì mầm con nó tiếp tục phát triển tiếp. Có là có một số giống lan đặc biệt như vậy. Còn đối với thân thòng á, thì cắt nước đó là nó đứng ngọn luôn. Nên là đối với Dendro Xuân thì chúng ta nên bữa nay bắt đầu tăng cường lân kali, giảm tưới nước cho nó và cắt nước hoàn toàn vào khoảng tháng 10 âm lịch nếu chúng ta là giảm tưới nước đầu tháng 9. Còn anh chị bây giờ chưa giảm tưới nước thì phải một tháng sau chúng ta mới được cắt nước hoàn toàn cho nó. Nên phải chú ý nhé. Và trong thời gian cắt nước đó cho tưới nước lại thì nó phải có nhiệt độ ban ngày chỉ trên 23-25 độ, ban đêm thì nhiệt độ có thể là dưới 20 độ. Và còn nói chung là chênh lệch ngày đêm lớn thì nó kích thích sự ra hoa. Giả sử như trong Nam á, ban ngày mà 30 độ thì ban đêm đưa vào máy lạnh khoảng tầm 23 độ thì nó mới sau khoảng một tháng sau thì tưới nước trở lại thì nó cũng vài tuần phải để nhiệt độ như vậy thì cây nó kích thích ra hoa được nhé. Xem chậu kiều em có chậu kiều vuông rồi đây. Đây em có một chậu kiều vuông này 400k nhé. Chậu kiều vuông này là không phải kiều vuông Lâm Đồng mà kiều vuông là kiều vuông Lào. Chậu này đang bán giá là 400k. Chậu anh chị nào chúng ta muốn quan tâm thì để lại cho em là kiều vuông kèm thêm số điện thoại nhé. Kiều vuông kèm số điện thoại. Nên lại một quan nhé. Kim điệp xuân có phải cắt nước không? Phải cắt nước và cần có nhiệt độ ban đêm lạnh xuống. Nam Nguyễn nhé. Rồi chào Phạm Tý, da báo cần cắt nước không? Cái cầm báo hay còn gọi là cái da báo, hay là còn có một cái tên là lan hôi, cái hoa nó hơi hôi hôi, hoa nó thật độ bền khoảng tầm 20 ngày, và giống này thì phải cắt nước nó tầm tháng 12 hoặc tháng 1, và trong thời gian cắt nước phải có nhiệt độ lạnh xuống nữa. Lan phụ nữ có cần cắt nước không? Lan phụ nữ mà chúng ta ở những cái điều kiện thuận lợi thì không cần cắt nước, nhưng mà chúng ta muốn ra hoa vào đúng thời điểm mà chúng ta làm ra hoa Tết thì phải cần thời gian cắt nước. Giả sử như là lên mầm con, nó phải lên mầm con từ tầm tháng 5, tháng 6 thì tới bây giờ mầm con nó mập lên rồi thì anh chị cắt nước nó tầm 20 ngày sau lại tưới nước lại, tăng cường lân kali lên nhé. Còn mà chúng ta trồng những cái hiệu mà thuận lợi ra hoa, không xác định là ra hoa mùa nào thì cứ để tưới nước tăng cường lân kali tự động đến mùa ra hoa. Đối với phụ nữ như chậu phụ nữ như thế này thấy không? Đây một chậu phụ nữ sau biển rất là to. Cái giống này thì cứ mầm con như thế, mầm con nó lên là ra hoa. Trời, độ là lượng cho anh coi. Mầm con lên nó ra hoa hay nhỉ? Khi mầm con bắt đầu mùa này là tự động ra hoa. Đây, đây, đây.
Thí dụ như là đây chậu vụ nữ cá mập. Những chậu vụ nữ cá mập này là hoa rất là thơm. Và giống này thì khi bầm con vào cái mùa này á, nó thường giống này ra hoa lắc đã quanh năm lắm. Cứ bầm con lên thì nó sẽ thường thường ra hoa luôn. Cứ bầm con lên là ra hoa luôn. Còn đối với vụ nữ này á, thì nó lại mầm con mập rồi nó mới ra hoa. Có là mỗi cái loại á, nó đặc tính riêng. Nhưng mà dòng vụ nữ cá mập này á thì không phải thuộc họ vụ nữ đâu, nó thuộc họ lan khác. Nhưng mà tại vì cái hoa nó hơi hơi giống vụ nữ nên người ta kêu nó là lan vụ nữ cá mập. Nhưng mà cái giống này không phải thuộc họ vụ nữ nhé, không phải thuộc chim. Cái vụ nữ tiếng Anh này gì đó quên mất rồi. Mùa này mua nhiều Oxidium. Cái này không phải thuộc Oxidium, nó thuộc giống lan khác. Cái này xuất xứ ở Úc. Mùa này mua nhiều chịt chống thối nhùn. Khi mưa nhiều thì nên 2 tuần một lần chúng ta phun thối nhụn, chống thối nhụn như là Atracon với Aliet, hoặc có thể là Talasi với Kinkinbun, hoặc có thể là Talasi với Hidomin cũng được nhé. Trầm bao giờ cắt nước? Trầm nếu mà trầm tím á, thì khoảng tháng 11, tháng 12 mới cắt nước. Tại vì giống này ra hoa vào tầm tháng 4 nhá, anh Lân. Rồi, cảm ơn người định sinh đã chia sẻ nhé. Chào Phạm Lê Hằng. Đó là kỹ, chào kỹ sư giờ, chào Phạm Nghĩa Văn, Nguyễn Văn Nghĩa đúng không? Cho hỏi Hồ Điệp kích hoa 3 lần bằng NPK 10-60-10 và vẫn chưa thấy nhú ngồng, có phải phun kích nữa không? Khi chúng ta phun mà nó chưa ra thì chúng ta phải chờ nó. Và anh chị phun kích hoa có thể những cái phân bón như là 6-30-30 hoặc là 0-52-34, những cái phân bón có hàm lượng lân và kali á, nó cao lên. Còn mà mới mỗi lân không á, thì nó mới chỉ là mới phân hóa thôi. Nên là anh phun 10-60-10 là nó chưa ra là đúng. Anh phải chuyển sang những phân bón có hàm lượng kali nữa. Anh nghĩa nhé. Xin lỗi, chuyên gia cho hồ điệp giờ đang kích hoa chưa thấy nụ có kịp Tết không? Bây giờ mà chưa có nụ thì không có kịp Tết. Bởi vì hồ điệp mà những cái cây mà nó khỏe to mập á thì nó thường phụng hoa khoảng tầm 4 tháng. Từ khi nhúi tới ra lúc ra hoa 4 tháng. Trừ khi anh chị mà dùng thuốc để kích á thì nó ra hoa sẽ nhanh hơn. Nó khoảng tầm 3 tháng hoặc 3 tháng mấy thôi. Cây hồ điệp mà đặc biệt cây hồ điệp mà hoa ngắn á thì ra hoa khoảng tầm 3 tháng đến 3 tháng mấy. Còn mà đối với ra hoa tự nhiên á, dùng bằng phân bón thì trung bình là 4 tháng đến 4 tháng rưỡi. Từ khi nhú nụ tới lúc nở. Nên là khi mà chúng ta chơi cái hồ điệp mà cây đang đẹp mà chúng ta không biết sử dụng thuốc thì anh chị đừng có dại mà sử dụng thuốc, coi chừng nó hư cả cây. Bởi vì chăm một cái hồ điệp rất là lâu, chăm từ mấy năm trời mới được cái hồ điệp rất là to. Nếu là khi chúng ta chăm mà đến thời kỳ cây chưa đến đúng thời điểm của nó, trong thời điểm mà trước khi mà mùa ra hoa của nó thì ta nên giảm tưới này. Rồi nếu có thể cắt nước nó 10 ngày. Thật sự anh chị muốn làm cho cái hồ điệp ra hoa vào Tết thì cuối tháng 7 là chúng ta phải, cuối tháng 7 âm lịch á, là hoặc là đầu tháng 8 âm lịch là chúng ta phải giảm tưới nước, sau đó tăng cường lên kali. Thì sau khi mà giảm tưới tăng cường lên kali á, mà để nhiệt độ ban đêm nó lạnh lạnh xuống thì tự động ra hoa. Nên là khi mà chúng ta thấy chơi hoa cây hồ điệp mà chúng ta trùng một thuốc thì sau này nó suy cây thì chúng ta chăm lại rất là lâu. Nhưng mà chúng ta chơi đến nó thời điểm mà chưa thấy hoa thì anh chị có thể nên mua những chậu lan hồ điệp ở ngoài về 200.000 chậu hoặc 200 mấy ngàn chậu, hoặc mua vài chậu về chơi bình thường. Còn mà chúng ta muốn mà cây chưa đến thời kỳ ra hoa mà chúng ta trùng một thuốc thì sau này nó suy cây, nên cẩn thận khi dùng thuốc. Phi điệp giảm tưới nước bị tóp thân. Giả sử như phi điệp giống của anh chị mà giống ra hoa hè thì bữa nay anh chị chưa giảm tưới. Còn khi mà nó chưa giống ra xuân mà chưa đứng ngọn, anh chị giảm tưới thì nó sẽ hơi héo đi, hơi tóp thân đi, xong lại tưới nước lại nó sẽ căng thân lại. Rồi chúng ta làm đi làm lại vài lần như vậy thì lan nó sẽ đứng ngọn. Đó là nhấn lưỡi nhé. Bất cứ lan nào mới giảm tưới sẽ tóp thân hết, nó sẽ hơi héo hết. Chậu Vanda nào hôm qua có anh gửi ảnh bao nhiêu tiền đấy? Kiểm tra cái số bách thọ thảo. Rồi chào Lịch Đặng Văn, những bạn anh Thanh cho em cắt một lá của em nó. Em có mèo không có hoa, vậy anh cho hỏi cắt mà có mèo mà không có hoa là do chúng ta thiếu phân lân và kali từ trước khi đó. Nên là muốn cho cắt mà nó ra mèo xong ra hoa luôn á thì anh chị khi mầm con lên á, khi mầm con mà như này này anh chị thấy không? Mầm con lên như này là anh chị phải tăng cường lân và kali cho nó rồi và bỏ phân gốc và phân chì. Chúng ta đừng có phun phân hữu cơ gì hết nhé. Chỉ tăng cường phân lân và kali thôi. Em có kiều không? Đó, em có chậu kiều vuông này nhé. Anh nha. Lại Văn Quang nhé. Đó, chậu kiều vuông. Em mới còn một giống kiều vuông thôi. Còn kiều tím thì em còn mấy chậu khủng. Hoặc là anh chỉ muốn chậu khủng thì em có một chậu rất là khủng đây. Kiều vuông chậu này đang bán với giá 5 triệu. 5 triệu rưỡi vậy nhé. To lắm. Nó to như giờ đưa lên đây không có chỗ mà đưa luôn. Chào Phạm Thậm. Mình ở ngoài Bắc trồng lan vào nào hợp thời tiết. Ngoài Bắc trồng rất là nhiều giống lan. Ngoài Bắc á, thì chỉ nóng nhất là vào mùa hè. Và mùa thu thì có những ngày nắng nóng, nhưng mà chủ yếu là nóng nhất là vào mùa hè thôi. Còn mùa đông, mùa xuân, mùa thu, mùa đông, mùa xuân thì vẫn còn mát mẻ. Nên là ở ngoài Bắc trồng được rất là nhiều giống lan. Từ lan công nghiệp cho lan rừng. Lan rừng như là các dòng quế, các dòng phi điệp, các dòng kiều.
Và miền Bắc thì nó hay gặp nhất đó là thời tiết mưa và sương muối, nên là hay nguy hại nhất là sương muối khi mà đối với những vườn mà không có mây che. Nên là khi ta trồng lan ở ngoài Bắc hay là những cái vùng mà sương muối nhiều thì chúng ta cố gắng là che cho mấy che, hoặc chúng ta trồng những cái giá thể đừng có độ ẩm cao quá, hoặc mà khi thời tiết mưa nhiều nữa anh ta nên trồng, anh chị nên trồng những cái giá thể thoát nước thật tốt như là than cùi hay là vỏ thông ở dưới đáy, rồi chúng ta phải lót thêm xốp. Còn chúng ta cứ trồng những cái giá thể mà giữ ẩm cao mà để ngoài mưa nhiều là đến mùa nó mưa nhiều là nó úng cây lên. Anh Thọ, Phạm Thọ nhé, nên trồng được rất là nhiều giống lan, từ lan đùi gà, lan kèn, lan phi điệp, lan lông tu, lan hạc vị, nói chung là tất tật tật. Vì miền Bắc là không nóng như miền Nam, miền Nam thì nóng ấm quanh năm, nên là trong miền Nam trồng đa số lan công nghiệp là nhiều, còn miền Bắc thì mưa gió thuận hòa hơn nữa. Mà mưa mặc dù đến mùa lạnh lạnh thì mà thích hợp cho việc ra hoa. Rồi cảm ơn Phan Chí Cổ đã chia sẻ cho chị hỏi phun 60 mấy lần là được, tức phun tầm 3 lần là được anh chị nhé. Em cho anh hỏi cây nó ra hoa rồi nó còn ra hoa nữa không? Đối với cát lây da thì thân này nó chỉ ra hoa một lần duy nhất, và nếu giả sử nó bị lép không ra hoa, hẳn như là sau là cái thân này nó không lên mèo, lên mèo hoặc lên mèo bị lép á, thì thân này không bao giờ ra hoa nữa. Chúng ta phải chăm cái mầm con này, nên là khi anh chị chúng ta chăm cát thì nó chỉ ra hoa một lần trên thân đó, và thân đó qua năm không ra hoa nữa nếu nó không ra hoa. Còn đối với các dòng đa thân như kiều thì ra hoa nhiều lần. Còn đối với thân thòng thì thân cũng ra hoa một lần duy nhất, và nếu năm nay không ra thì năm sau nó không ra đối với các dòng thân thòng. Chậu cát vàng đỏ kịp hoa tết không? Cát vàng đỏ đâu nhỉ? Đây hả? Ở đây kịp anh chị nhá. Đây còn hai cái thân. Hai thân này thì cũng kịp. Hai thân này tầm 2 tháng nó nở mất rồi. Thì bây giờ tới tết còn 3 tháng rưỡi, nên là cái chậu này thì sẽ nở trước tết. Nghe là văn vân nhé. Nếu mà anh chị chúng ta muốn cát mà nở hoa đúng tết á, thì anh chị chúng ta chọn những cái cát vào tầm trước tết 1 tháng á, mà nó trước tết 1 tháng rưỡi đó, nó bắt đầu cái nụ nó nhỏ nhỏ lên khoảng vài phân như này là kịp. Cho em hỏi lan kiếm mới trồng thì bao nhiêu ngày để con? Đa quan trọng là chúng ta khi chúng ta mới xử lý, là khi mà anh chị chúng ta mua những cái tép kiếm về, chúng ta đừng bao giờ trồng liền hết á. Khi mà chúng ta trồng liền cây nó bị sốc á, thì có thể cả năm nó cũng không đẻ con. Nên là chúng ta mua về là chúng ta nên để khô cái kiếm đi trong vòng tầm 2 tuần. Sau đó chúng ta đưa cái kiếm vào để nơi ẩm mát, thì nó sẽ kích thích sự ra mầm con và sau đó ra rễ. Còn chúng ta mua về chúng ta để cây bị sốc rồi, chúng ta đem trồng luôn, chúng ta tưới nước đầy đủ nhưng mà nó không chịu ra mầm. Nên là chúng ta nên xử lý cây cho cây nó khô hạn. Bởi vì chu kỳ cây phát triển lên mầm con á, là nó sẽ có một thời kỳ khô hạn đi, sau đó sẽ lên mầm con. Và khi mầm con phát triển tiếp tục đó thì nó sẽ đẻ luôn. Giả sử như cây, tất cả cây giống kiều nó phải thông qua cái mùa nghỉ thì mầm con nó sẽ lên vào đúng mùa. Còn anh chị không cho nó nghỉ, nó sẽ vẫn lên mầm con, nhưng mà nó không đúng mùa thôi. Nên là chúng ta muốn cái kiếm của nó ra mầm con thì chúng ta nên xử lý cho cây nó nghỉ. Việc cắt nước 2 tuần là cho cây nó nghỉ, sau khi đó là nó sẽ lên mầm con mới. Cảm ơn anh ạ. Thì có thể trong vài tuần, nếu mà khi mà cắt nước xong thì nó nên ẩm, từ vài tuần nó lên mầm con. Hồ Điệp đang ngổ hoa cho ăn gì? Nên cho phân là NPK 20-20. Chúng ta cho thêm phân bón như là 6-30-30. Rồi cho thêm kali, cho thêm kali bo hoặc canxi. B1 hay trong biển. Đàm Hương là cắt vàng đỏ rồi. Cảm ơn chị Đàm Hương. Chị Đàm Hương hình như cho thiếu số điện thoại là 0988 không? 969. Và chị hình như cho thiếu số 0 không? Cắt hai lá giờ mới ra mèo thì tưới phân gì? Chúng ta phải phun phân từ trước khi ra mèo. Gia đình bảo Phạm nhé. Còn khi ra mèo rồi á, một là cây đủ phân lấn bù phân bón á, thì nó sẽ ra nụ luôn. Còn mà nó ra mèo mà lép luôn á, thì chúng ta tăng phân nó cũng không ra, bởi vì tăng nó phải tăng từ nhỏ. Gia đình bảo bạn nhé. Nghĩa là Barat Basova, cách chăm sóc và làm ra hoa giống với cát lây da này đúng không anh? Dòng này em chăm chưa ra hoa được, không biết do cách chăm sai ở chỗ nào. Barat Fova là chăm như cát, không cần phải phân bón quá hữu cơ quá nhiều, chỉ cần tăng cường lân kali khi mầm con nó lên là nó ra hoa. Nên này nhé. Cái Barat Fova thì nó cùng họ với lại cát lây da. Anh ở miền Bắc có chậu đen rô xuân thắt ngọn đầu tháng 8, thân hơi nhăn và đang ra mầm gốc. Anh đã phun 2 lần 60-30 giảm cắt nước như vậy, ảnh hưởng gì tới mầm gốc không? Đối với giống đất rô xuân đó thì không sao cả. Cái giống này là trong thời gian cắt nước nó vẫn lên mầm con bình thường, đúng không anh nhé? Nên là anh cứ cái đến giảm tới nước đầu tháng 10 thì cắt nước, và đầu tháng 11 thì tưới nước lại. Rồi anh sử dụng là bởi ngày Hà Nội mà ngoài Bắc mà lạnh á, thì cố gắng bị ngày anh sưởi ấm như nó bóng đèn tròn. Hoặc là anh chị có thể mua những cái bóng đèn quang phổ á. Cái bóng đèn quang phổ mà tạo ra cái bức sóng năng lượng mặt trời thì đưa vào nhà chiếu cho nó. Rồi chúng ta nên tác động thêm một ngoài Bắc mà hơi lạnh thì nên tác động thêm kiwi. Chúng ta sử dụng kiwi xanh, kiwi đỏ
pha cho khoảng 2 lít nước. À, chúng ta tưới nhẹ vào gốc vào buổi tối, phun một tưới một lần duy nhất. Di linh và dendro xuân thì cắt nước tháng mấy? Đầu tháng 9 âm lịch là chúng ta bắt đầu giảm tưới nước. Và cách đây 2 tuần trước là chúng ta phải giảm tưới nước đó rồi. Thì chị ghi nhớ. Và đầu tháng 10 thì chúng ta cắt nước đó hoàn toàn. À, giảm tưới nước là tăng cường lân kali. Và nó nếu mà diễn chị ở trong vùng nóng thì cần ban đêm lạnh lạnh xuống. Còn là trong một cái vùng mà từ Tây Nguyên trở ra thì ban đêm nó lạnh không cần phải xử lý đâu. Lan trầm đồng đỏ phi điệp với phụ nữ khi nào cắt nước vậy? Đối với trầm đồng đỏ và lan phi điệp là chúng ta phải chọn phi điệp gì nhá? Trầm đồng đỏ thì cắt giảm tưới nước nó đầu tháng 10 âm lịch. Đầu tháng 9 âm lịch. Đầu tháng 10 âm lịch thì cắt nước hoàn toàn cho nó một tháng. Còn đối với phi điệp thì chúng ta phải xác định là phi điệp gì. Phi điệp nào chuẩn diễm ra hoa Tết thì chúng ta mới xử lý được như trầm đồng đỏ. Còn phi điệp nó ra hoa hè thì phải tháng 11, 12 chúng ta mới xử lý. Còn vụ nữ thì anh chị phải làm từ đầu tháng 9. Giả sử như khi mà chúng ta có những cái chậu vụ nữ này mà nó chưa lên mầm, nó lên mầm con mập mạp rồi thì đầu tháng 9 nó cắt được tầm 20 ngày trong tưới nước ạ. Hoa nhãn tháng 4 trồng sân thượng có mái tôn che có phát triển không? Miễn sao chúng ta đảm bảo là tôn phải tôn sáng, không phải tôn tối nhá. Cái tôn mà tôn ánh nắng nhẹ chiếu qua thì cây sẽ phát triển. Còn chúng ta trồng ở trong mái che mà tôn sắt á, tôn tối thui là không bao giờ phát triển được. Tôi mua chậu cắt vàng đỏ với 30 gói phân bỏ gốc với một gói thuốc chống nấm cho lan đen rô. Chậu vàng đỏ này thì người chốt các chị cái chốt mất rồi, Tám Nguyễn nhá. Nên là anh có thể là chốt sang chậu vàng được không? Chậu vàng đỏ có còn chậu duy nhất. Em có chậu vàng này. Chậu này như vàng đỏ bây giờ không còn, có chậu duy nhất à. Nên anh Tám Nguyễn chốt sang chậu khác đi bé nhá. Còn anh mua phân mua thuốc anh có thể cho em số điện thoại. Ở YouTube thì anh cứ để số điện thoại qua hai dòng, đừng có cho một dòng nó hiện lên đâu. Chỉ có trồng cát cây nhỏ gần năm chưa lớn, vì sao cây có mèo là sao chị chưa hiểu? Khi mà cái cát này chị lưu ý nha, khi mà mầm cát trồng rất là nhanh, cát nó mầm co này nó sẽ phát triển lên xong là nó sẽ hình thành cái mèo trong này luôn, giống như cái chậu cát này em có một cái chậu đó. Khi mà lan cát nãy gì đó, cái đầu tiên là anh thấy cái mầm con này nó sẽ mọc lên như này. Mầm con sẽ mọc lên và nó sau đó ở trong cái mầm này lá nó chưa đứng ngọn đâu nhá, nó đã có cái mèo trong rồi. Có nghĩa bình thường cây này phải lên phải có mèo, tất cả lên nào cũng có mèo hết. Có cây không có mèo là không bao giờ có hoa. Muốn có hoa là phải có mèo đã. Có mèo xong đó ở trong đó nó mới có nhân. Thì muốn cho cây có nhân á thì chúng ta phải tăng cường lân kali cho nó. Chúng ta bỏ phân như là phân trì, phân trì đặc biệt anh chị nên sử dụng phân trì như thế này. Nên sử dụng phân trì này và phun phân thêm như nó như là 20-20 đều. Và phun thêm khi mà mầm co lấy này chúng ta tăng cường thêm 6-30-30 cho nó. Thì sau đó làm chúng ta nó sẽ lên mèo ra hoa luôn. Thì nhá. Nên là đối với cát á, chăm ra hoa dễ lắm. Em thấy cát chăm ra hoa rất là dễ. Chúng ta chỉ cần thay đổi phân bón thôi. Hoàng Thảo xuân lây ra hoa tháng mấy? Giống này thì ra hoa vào tầm tháng 5, tháng 6. Phải cắt nước thì mới cho hoa được. Như thế nhé, cắt nước vào tầm tháng 1, tháng 2. Mèo lên qua ánh nắng nhìn có nhân ở trong nhưng gần 3 tháng vẫn không phát triển, không to lên. Mèo vẫn xanh đẹp, anh cứ vẫn giúp. Nếu mà chúng ta 3 tháng rồi mà nó không lên nữa, thì có khả năng là cái nụ nó bị thui rồi. Cái nụ ở trong nó bị thui rồi. Nếu mà chúng ta kiểm tra có thể là bóc cái mèo ra, bóc cái mèo ra xem. Và anh chị lưu ý là giống cát này trong thời gian có mèo đừng có tưới nước quá nhiều lên mèo nhé. Để ngoài mưa nhiều nó cũng thúi. Tưới nước nhiều lên mèo nó không thúi. Nên là đối với cát là có mèo không được tưới nước lên mèo không được để ngoài quá nhiều mưa. Châu đang nụ phun super thai được không? Chúng ta có thể phun super thai với phân bón được nhưng mà đừng có phun quá nhiều nhé. Super thai là một cái dạng các cái vitamin kích thích sự giãn nở tế bào phát triển. Có giả sử như là khi mà phun super thai vào một mình thì phát triển rất là cái chậm, nhưng mà super thai nó kết hợp với phân bón, giả sử chúng ta phun super thai với phân bón 20-20 thì giúp cho cây phát triển rất là nhanh. Hoặc có thể phun super thai với kích rễ để giúp cho gan chúng ta phân nhánh rễ, đẻ rễ khỏe. Tam bảo sắc này phun 10-60-10 được không em? Tam bảo sắc à? Là không biết là tam bảo sắc gì. Nếu mà giảng hương tam bảo sắc hay là hoàng thảo tam bảo sắc, mùa này chưa đến thời kỳ để tăng cường lân lên nhé, phải tháng 11-12 mới tăng cường lân cho nó, tại vì nó ra hoa vào từ tháng 4, cuối tháng 3 sang tháng 4, tháng 5 nữa. Đại Châu bóc hết bạc hết bọc héo đại châu bóc héo lá mà chưa ra rễ đem trồng được chưa hay chăm sóc sao? Khi anh chị mà mua cây lan đại châu bóc về, anh chị cứ xử lý cho nó để khô 2 tuần, để khô 2 tuần xong lại đem ra tưới nước để những cái nơi mà mát mẻ, phun kích rễ cho nó.
khi nào thấy nhú rễ thì anh chị xách đi trồng đây nhá. Vậy một chậu trầm giá bình dân tại vườn mình bao nhiêu? Chậu trầm hả? Chậu trầm tầm, nếu mà trầm lai tầm 250.000-200.000 gì đó các bạn nhé, tầm 150. Chậu cát đẹp quá chú, rồi cảm ơn Nguyễn Thế Anh. Trần Đại Nam là đại châu lá không được đúng, không được đứng, dùng phân gì cho lá đứng và có cắt nước để trâu ra hoa không? Đại châu không cắt nước để ra hoa nha Trần Nam nhé. Và lá đứng hay không á là do anh chị trồng thiếu nắng hay dư nắng. Giả sử anh trồng thiếu nắng thì lá rất là hay bị gãy xuống. Thứ hai là anh chị phải phun phân đủ lân kali như là NPK 20-20. Còn anh chị phun 30-10-10 nhiều thì nó sẽ, lá nó sẽ mềm. Nhưng mà có một số giống đại châu á thì lá nó không đứng mà nó hơi cong, nó cong ngược xuống dưới. Nên là chúng ta phải kiểm tra xem cái lá của chúng ta nó đang ở tình trạng nào, những cái giống nữa. Còn lá mà cứ gãy xuống bị héo héo, hoặc lá mà nó cứ không có to ra mà cảm giác mà xanh xanh thập á, thì đó là lá ta thiếu nắng. Đấy vậy. Còn mà để ngoài nắng nhiều mà lá vẫn uốn cong xuống mà vẫn phun phân 20-20 đều mà vẫn lá vẫn cong thì nó sẽ do giống. Trâu tháng mấy có ngồng hoa cắt nước, mấy ngày tự phân xong rồi một lần. Đại châu không cắt nước nhé. Đại châu mà nó từ đầu tháng 10 âm lịch mà nhú ngồng thì nó sẽ chuẩn Tết. Còn bây giờ đại châu mà nhú ngồng hết rồi thì nó sẽ nở trễ hơn, nở sớm hơn Tết. Nên là đầu tháng 9 âm lịch các anh chị cho thấy chưa có ngồng có thể tăng cường khoảng 2-3 lần, 6-30-40. Và quan trọng nhất là phải để nơi đủ nắng nhé. 6-30 dùng cho cây mà ra mèo không ra hoa. Dùng cho cây mà ra mèo không ra hoa là chúng ta phải phun từ khi mầm con đấy nhé. Nha, tiến độ nhá, nếu là cát là phải dùng từ khi mầm con. Chậu lan cát trắng đỏ bao ship không? Chậu cát trắng to này là bao ship gì nhá? 400k bao ship. Nha, Tuyết Mai Ngô Thị nhá. Chậu cát là cát màu trắng lưỡi màu tím. Dấu rất là đẹp. Cái này thì khỏi chê, nó có chậu duy nhất là 400k. Chị Mai Tuyết Mai Thị giúp cho số điện thoại. Tôi có trụ tai trâu 20 cây trồng từ tháng 2 đang pha trên chỉ đây, đang pha trên tốt, giờ nó thối rễ và nó xì lý giá sao, tư vấn giúp. Anh chị giúp cho em có cái dấu ấy chứ không có dấu, em dịch mệt lắm, em dịch rất là lâu nữa. Nên là anh chị chúng ta là thứ nhất là cho em có dấu để em dịch cho nó dễ. Có nghĩa là cây đại châu của anh chị bị hư rễ thì nếu mà hẳn như là nếu mà nặng quá bị hư hết rễ thì nên bóc ra, cắt tỉa hết rễ, hoặc có thể là để nguyên nhưng mà cắt bỏ rễ đi rồi phun thuốc cho nó. Đặc biệt chúng ta phải phun được như là Talasi với Didomin, hoặc có thể là Ales với Atracol nhé. Khi nào thì hoa nở vậy? Cái này vài ngày nữa, tầm 3-4 ngày nữa nở nhé, thưa quý vị nhé. Rồi cảm ơn chị Tuyết Lan đã chia sẻ Sài Gòn Hải Quan hôm nay. Sẽ là chúc các buổi trưa vui vẻ. Rồi cảm ơn Sài Gòn hôm nay rất là nhiều. Xem chậu cát hả? Đây em có chậu cát đang có nụ này, 250 một chậu. Cái gì á? Cát này là cát hoa vàng, cát chậu cát mini. Giống này thì ra hoa quanh năm, nó cứ liên tục. Cứ hết đợt này ra hoa đợt khác nhé. Cứ mầm co lên ra hoa, Thôi anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm một chậu cát đẹp như này, đang có ngồng nụ thì để lại cho em là cát kèm theo số điện thoại. Cái giống này là cứ một năm ra hoa tầm 3-4 lần, 5 lần. Và như là thân này, thân mẹ này này, nó mới ra hoa xong, rồi đến thân con này ra hoa, rồi đến thân con ra hoa, thân cháu đến mèo, nó cứ liên tục như vậy thôi. Là khi anh chị chúng ta trồng cát là những ai mà không đủ kiên nhẫn mà ra hoa một năm một lần thì cứ mua những cát đen rô về trồng. Em ở Thanh Hóa cây thắt ngọn rồi, nhờ anh hướng dẫn cho em với giống lan thắt ngọn. Nếu mà đối với giống phi điệp thì khi thắt ngọn chúng ta cứ tăng cường lân cho nó thôi. Còn mà giống ra hoa mà nếu mà chúng ta muốn ra hoa vào mùa nào thì chúng ta phải biết cái cây đó nó xuất xứ ở đâu. Khi biết xuất xứ ở đâu rồi thì chúng ta mới cắt nước được. Giả sử như cây phi điệp ở vùng Tây Nguyên thì nó sẽ ra hoa vào tầm cuối tháng 4 sang tháng 5. Cây phi điệp mà xuất xứ ở miền Bắc, miền Trung ra miền Bắc thì nó sẽ ra hoa vào tầm tháng 6 tháng 7. Nên là khi mà lan chúng ta sớm hay muộn thì có thể cắt nước vào tầm tháng 12 hoặc tháng 1. Đấy mọi người nhé. Còn mà đối với phi điệp mà xuân á, phi điệp ra hoa vào Tết âm lịch thì tháng 10 âm lịch là cắt nước được rồi. Gọi là tháng 11 âm lịch là cắt nước được rồi. Nguyễn Lê Duy là xin hỏi nhà vườn em có sọc tiên vũ không? Bên kiếm tiên vũ sọc thì em không có. Em có cây hồ điệp sọc thôi. Anh chị nào chúng ta quan tâm về cây hồ điệp phát tài là sọc thì cây này em đang bán giá là 100k nhé. Ngoài ra thì em còn có cái hồ điệp thơm. Lấy anh chậu cái hồ điệp thơm nhé mà. Hồ điệp thơm mà hoa nó thơm nhá. Đặc biệt là cái Đài Loan nó hay sản xuất sau được ra cái hồ điệp thơm.
hoa màu vàng mà rất là thơm, nghe mùi thơm rất là dễ chịu. Là anh chị nào quan tâm em có hình như được 10 chậu hay sao, cũng 100 ngàn một chậu, nhưng mà anh chị mua từ được 3 chậu từ bao ship. Cái cây có hoa nha anh, có cây có hoa là mộng. Là anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm cây hồ điệp thơm ở đây. Thơm dễ chịu lắm, nó thơm một cái mùi của cái lan gì rồi em cũng quên mất rồi. Cái này giống là vô tình em mua về em chẳng biết nó thơm đâu, cứ nhiên sau mình đưa lên mình người hửi thử có thơm thật không, ai thơm thật luôn. Đây là cái hồ điệp thơm ấy nhỉ, hồ điệp hoa màu vàng rất là thơm. Em còn con bông cuối cùng, cây giống như này, cái giống này thì của Đài Loan sản xuất, cũng biết mấy ông Đài Loan này ông cho like cây gì ra cây gì. Từ xưa giờ em trồng hồ điệp nhớ thấy bây giờ cái hồ điệp nào thơm hết, tự nhiên sau đợt này sản xuất ra đúng một giống này thơm, đúng có một mẫu hoa này thôi. Phải giống cái hồ điệp La Biên này cũng vậy. Cái hồ điệp La Biên này là nó chỉ có một mẫu hoa thôi nhé, một hoa là nó thuộc dòng hồ điệp mini. Hoa nó nở ra to hơn ngón tay một chút và nó học thành chuỗi dài khoảng tầm 30 phân đó. Và giống này thì cái lá nó là dạng cây đột biến đó. Nói chung mà anh chị ta muốn chăm những cái dòng mà lá phát tài này nó giữ được lá thì anh chị lưu ý là đừng có phun phân hữu cơ nhiều, không phun mà phân hữu cơ B1 thì đã chịu phun phân vô cơ rồi, chủ yếu là NPK 20 thì nó mới giữ được cái lá. Mình có chậu Dendro Mini cứ ra kỳ đều ngọn cho hỏi tại sao, thì có thể là do anh chị chúng ta để thiếu nắng là một, hai là phun phân đạm nhiều, phun 30 nhiều. Hai lý do đó thì dẫn đến là lá chúng ta ra nhiều kỳ. Còn là muốn cho hết kỳ thì bón phân 20-20 đều rồi là đưa ra nơi nhiều nắng, và khi mầm con bắt đầu đứng ngọn thì tăng cường lân kali lên thì nó sẽ không ra kỳ mà ra hoa nhé. Rồi chào Nguyễn Phi Long, chào Nguyễn Sách Trung, chậu cắt bao tiền vậy? Chậu cắt 250 nha Nguyễn Sách Trung nhá, anh chị nào quan tâm thì em số điện thoại. Thầy chia sẻ cách làm hoa cho châu trễ Tết cũng được. Đại châu á, đầu tiên ra hoa là cần phải trồng nơi đủ nắng, nắng có cường độ ánh sáng tầm 50-60% và một ngày đạt từ 6 giờ trở lên. Rồi sau đó anh chị chúng ta tăng cường thêm lân kali như là 6-30-30. Và có một số giống trâu đó, nó là hoa trễ nhá, đặc biệt trâu đã bồn đồn hay là trâu các vùng xuất xứ ở vùng Tây Nguyên đó, thì trống trâu trễ lắm. Nếu như năm nay Tết vào cuối tháng 1 thì nó sẽ nở hoa vào giữa tháng 2. Bởi bản thân em trồng trâu rất là nhiều năm rồi thì có những cây trâu á nó hoa vào tháng 11, nở hoa vào tháng 11, có những cây giống trâu nở hoa vào tháng 12, có những giống trâu nở hoa vào tháng 1, có những giống trâu nở vào tháng 2. Nên là khi chúng ta sưu tầm trâu thì chúng ta quan trọng anh chị trồng á, chúng ta theo dõi nó, cây nào sớm á thì chúng ta trồng riêng một cây, chứ đừng có trồng trong một chậu thằng ngày tháng 11, thằng ngày tháng 10, thằng ngày tháng 12, thằng ngày tháng 1, tháng 2. Nên là trồng trâu chúng ta muốn tuyển giống thì nên mua giống cùng một loại, cùng một vùng á. Giả sử như anh chị mua cái trâu bây giờ đa số bóc trù là hàng Campuchia hết rồi, nên là trâu rừng Việt Nam thì không còn nữa đâu. Trâu buôn đôn này, trâu gì bây giờ không còn nữa, tại vì rừng có còn nữa đâu mà có trâu. Nên là số là trâu Thái, trâu Thái thì ra hoa đồng loạt nhé, trâu Thái ra hoa đều nhau. Trâu Thái thì thường ra hoa tầm tháng 1, gọi là tháng 12 hoặc sáng tháng 1, có thể tháng là tính theo âm lịch thì tháng 11 âm lịch hoặc tháng 12 âm lịch là trâu nó bắt đầu ra nụ ra hoa. Đối với trâu Thái thì ra hoa đồng loạt đều nhau, còn trâu rừng mình thì nó biến thiên tùm lum lắm, tại vì cho từng vùng miền khác nhau nữa, do những cái nguồn gen khí hậu khác nhau. Tăng cường lân kali để nơi đủ nắng, thế là lá tự động ra hoa. Linh Dan nhé. Rồi cảm ơn Lan Hoa đã chia sẻ nhé. Có bán chậu cát đó không? Bán chứ. Hôm nay bán chậu cát mà, nên anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm cát thì đây em đang bán được chậu cát như này đây. Cây màu vàng, cây màu đỏ này bán rồi. Bây giờ còn cây màu vàng khác nữa. Cây màu vàng đỏ bán rồi. Còn cây màu vàng đây, cây màu vàng ấy nhá. Mấy cây là màu vàng hết. Hoa màu vàng rất là đẹp, hoa vàng tuyền luôn, vàng như vàng số 9 luôn, 4 số 9 luôn đấy nhỉ. Anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm cát vàng thì lên bình luận cho em là cát vàng. Còn thêm có một cái cát đại này nữa mà không biết là hoa nó màu gì, trồng lên giờ đây chả biết hoa màu gì. Đây là cát đại này, nhưng mà không biết chữ cái hoa màu gì cả. Nên anh chị là quan tâm đây có hai giống, em có hai giống cát hoa, màu vàng, hoa màu trắng thì chậu kia biết có ai mua ai chốt chưa, chậu kia 400k. Lan hạc vị cắt nước tháng mấy và cắt bao nhiêu ngày vậy? Lan hạc vị cắt nước vào tầm tháng 11 hoặc tháng 12 và cắt nước tầm 45 ngày. Cắt nước 45 ngày thì sai bông hơn nhé. Đại châu có phải cắt nước không hay kích hoa bây giờ? Đại châu thì không cần phải cắt nước nhé. Đại châu chúng ta cứ để nơi đủ nắng, tưới đủ nước, tăng cường phân bón mà đủ lân kali trong đó như NPK 20 tự động ra hoa thôi. Còn khi mà chúng ta phun phân 30-10 người nhiều, chúng ta phun hữu cơ nhiều,
rồi chúng ta để nơi thiếu nặng thì lan cát lan đại châu rất là khó ra hoa. Bởi vì đại châu là một giống lá rất là dễ, nó không cần phải nghỉ ngơi gì hết, cứ để nó tự nhiên tự nó ra hoa. Đại châu bị đốm đen phun gì hết, chúng ta sẽ phun được như là cái Arobat này, hoặc là cái Ridomin này, hoặc có thể là Atracon. Nhưng mà anh chị lưu ý là đại châu là nó có chấm li ti màu đen ở trên lá hay màu tím ở trên lá, đó không phải là bệnh. Còn mà đốm đen mà lan rộng ra thì gọi là bệnh, còn chấm li ti trên lá thì không phải là bệnh. Rồi, chào hết Tiền Việt Lan, chào Thị Nguyễn. Hương vụ là đen rô xuân để hoa Tết, bao giờ phun trong 30 có phải cắt nước không? Đen rô xuân muốn cho hoa Tết thì phải cắt nước, giảm tưới nước vào đầu tháng 9 âm lịch. Bữa nay mà dạ chưa, ở đây tháng 9 âm lịch rồi, giữa tháng 9 âm lịch rồi mà chưa giảm tưới nước là hơi trễ nhá. Nên là chúng ta không phải làm, để chúng ta rút kinh nghiệm cho lần sau. Đầu tháng 9 âm lịch là giảm tưới nước, và một tuần tưới nước một lần, và một tuần phun 6-30-30 một lần. Và đầu tháng 10 âm lịch thì phải cắt nước đó, và cần có nhiệt độ ban đêm lạnh xuống. Nhãn tháng 4 chừng nào kích hoa vậy? Nhãn tháng 4 thì tầm tháng 12 hoặc sang tháng 1 anh chị tăng cường lân kali lên, sau đó giảm tưới nước và cắt nước khoảng tầm 1 tháng. Trong khoảng từ 1 tháng đó thì còn có nhiệt độ ban đêm lành lạnh xuống. Rồi, các bạn chị đã chia sẻ nhé. Đại Châu làm hoa Tết giờ phải làm gì hả? Thường thường đầu khi mà anh chị chiêm xem chỗ có nụ á, thì anh chị đầu tháng 9 âm lịch anh chị phải tăng cường lân kali lên cho nó, đưa ra nơi nhiều nắng. Và nếu đầu tháng 10 âm lịch mà nó nhú nụ thì nó sẽ chuẩn Tết. Nên là bữa nay mà chưa nhú anh chị cũng chưa sao cả, phải tăng cường lân kali lên cho nó, rồi để nơi đủ nắng nhé. Rồi, chào Võ Liệt TV nhé, chào Hồng Phượng, em nhặt hàng rồi nhé. Rồi, Lan có bị sao không chị Hồng Phượng, thì có thể là phản hồi cho em biết nhé. Hồ điệp ngồng 5 sen có nở đúng Tết không? Bữa nay mà 5 sen là sớm Tết. Bữa nay mà hồ điệp á, nó chỉ còn tầm mới nhú ra khoảng nách lá khoảng 1-2 phân thôi. Nếu mà nở 5 sen thì nó đi nhanh lắm. Khi mà lên nụ lên càng ca ra càng dài thì đi nhanh hơn là nó còn ngắn. Khi mà nó nứt ra khỏi nách lá thì rất là chậm, có thể là một tháng nó mới ra được một phân. Nhưng mà khi ra một phân rồi á thì tốc độ đi rất là nhanh. Nên là chúng ta cứ chăm bình thường, bây giờ chúng ta cứ chăm bình thường, phân bón bình thường, tại vì hồ điệp nở rất là lâu. Nên là nếu mà tầm Tết Tây mà nở thì có thể chơi tới Tết được. Trung Quốc khi là hoàng hậu xanh mới ra hoa thì làm sao? Hoàng hậu xanh thì ra hoa vào từ tháng tư trở đi tới tháng 7, tháng 8 thì khoảng tháng 2, tháng 3 thì chúng ta mới tăng cường lân kali. Đầu tiên là anh chị chúng ta giảm tưới nước đó, cắt nước đó khoảng tầm 20 ngày. Khoảng tháng 2, tháng 3 cắt nước 20 ngày xong chị tưới nước trở lại và phun phân. Có thể là phun phân thay nước luôn. Tại vì khi mà tưới nước lại thì chúng ta phun phân thay nước đó. Chúng ta phun 5 ngày một lần. Và tưới nước thì chúng ta tưới khi tưới lại thì tưới 1 ngày một lần. Và phun phân thì chúng ta phun 5 ngày một lần, như là 05234 cho nó. Phun tầm 3 lần đó nha, Trúc Thiên nhé. Từ bao lâu là mình đang có trồng được các lan kiều không anh? Sao mình trồng rụng lá hết, từ từ chết? Trong miền Nam trồng lan kiều rất là tốt, trồng bình thường, nhưng mà chúng ta bị rụng từ từ chết là có khả năng là lan chúng ta bị bệnh. Khi mà ta trồng nó những giá thể mà độ ẩm quá cao, hoặc là trồng nó những giá thể mà nó giữ nước quá cao, thì là khi mà mưa nhiều rất hay bị bệnh. Là đầu tiên là bị bệnh chết gốc, chết gốc sau đó bị gây ra rụng lá rồi từ từ chết luôn. Nên là chúng ta phải trồng nó những giá thể mà thoát nước tốt, như là than củi, vỏ thông hay dấn sợi, hay là bảng gỗ. Rồi, chào Kim Quân Nguyễn, cảm ơn Kim Quân Nguyễn rất là nhiều. Đại Châu giờ có nụ kịp Tết không? Đại Châu mà giờ mà mới sưng ra, mới nhú ra thì nó kịp Tết. Còn nếu mà nó ra một vài phân rồi là sẽ sớm, đặc biệt nhé. Từ khi nhú cho tới lúc nở, nếu ở xứ nóng thì tầm 75 ngày, nếu ở xứ lạnh thì tầm 90 ngày. Chị mua bên em chậu kiều này có 2 cây con hơn 1 găng tay, cắt nước Tết có hoa không? Nếu bữa nay mà nó lên mầm con tiếp hả? Thế thì hơi khó cắt nước đấy. Phải chờ cái mầm con nó lên phình thân đã, mập thân đã thì chúng ta mới cắt nước được. Em ơi, anh mới mua hồ điệp về có ngồng rồi, liệu có nợ đúng Tết không? Nếu bữa nay mà ngồng lên khoảng 5-7 phân là nó sớm đấy. Thì anh lại đau nhé. Thường thường ngồng nó nhú từ khi nhú tới lúc nợ tầm 4 tháng. Lúc nhận. Nên là bữa nay mà lên nhú thì hơi sớm. Nên là bảo tùy là nhú bao nhiêu đấy chứ. Ông 10 sen hả? Ông 10 sen thì có lẽ hơi sớm đấy nhé. Cắt ra mầm con thì chăm sao để không lép? Khi ra mầm con tầm 5-7 phân thì chỉ cứ phun cho nó là 6-30-30, bỏ thêm phân chì nha chị Tám Bùi nhé. Đây là 50 tháng Phú Thọ tháng mấy cắt nước để nước? 50 tháng Phú Thọ thì ra hoa vào tầm từ tháng 5 tháng 6, nên có thể tháng 1 tháng 2 là cắt nước được. Lê Nguyễn nhé. Cắt ra mèo chăm sao cho đầu hoa, giờ ra mèo có kịp Tết không? Cát phải chăm trước khi ra mèo, đó là ứng dụng nhé. Khi mầm con lên 5-7 phân là chúng ta phải tăng cường lân kali cho nó rồi. Còn mà ra mèo rồi mà chúng ta mới tăng cường lân kali thì nó không thành hoa đâu.
nên là chúng ta phải tăng cường từ trước. Em ơi, năm nay trắng hồng hồng thắt ngọn rồi, giờ cắt nước được chưa? Chúng ta phải giảm tưới nước từ hồi tháng 9 âm lịch, là cái đây 2 tuần trước, là đối với năm trắng hồng hồng hay chớp mì hay các dòng phi điệp nở hoa mùa xuân là phải giảm tưới nước rồi, một tuần tưới nước một lần, và giảm một tháng sau đó chúng ta mới cắt nước hoàn toàn cho nó. Nên là bây giờ chị mới giảm thì phải một tháng sau chị mới được cắt nước, thì nó sẽ trễ hơn. Đó. Rồi chào chị Nguyễn Đức, kích cọc điểm bằng 630-30 tốt, phun tối có được không? Nên phun vào những giờ mà cây hấp thu được, buổi tối cây không hấp thu nữa, cây sẽ nghỉ ngơi, nên là không nên phun phân vào buổi tối. Phun phân vào buổi tối rất là nguy hiểm cho cây, dễ hư cây, nha chị nhá. Nên phun phân vào buổi sáng hoặc chiều 4-5 giờ chiều. Em cho chị hỏi lan các loại mình cắt nước mấy ngày? Có những giống lan cắt nước, có những giống lan không cắt nước. Có những giống lan cắt nước khoảng 20 ngày, có những giống lan là cắt nước 10 ngày, có những giống lan cắt nước phải 1 tháng, có những giống lan có thể cắt nước 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Nên là chúng ta phải biết được giống lan là giống lan gì nữa, nên Kim nhé, không phải là cắt nước giống nhau được. Châu chăm muốn Tết có hoa thì phải làm sao? Đầu tiên là anh chị phun quanh năm cho nó là phân bón 20-20, để nơi đủ nắng thì tự động từ tháng 8, tháng 9 là nó ra ngoài hoa liền. Cây sớm thì tầm tháng 9 nó ra ngoài hoa, cây trễ thì tháng 10, 11 nó mới ra ngoài hoa. Đấy, thì mình lan nhé. Nó cái quan trọng yếu tố là đủ nắng, rồi phun đủ phân 20-20. Còn mà thiếu sao thiếu cho đũa thiếu nắng, hoặc là anh chị phun phân đạm quá nhiều, đặc biệt là phun các cái phân hữu cơ quá nhiều, rồi phun phân 30-10-10 quá nhiều thì nó sẽ không ra hoa. Quan trọng nhất là anh chị phun phân hữu cơ nhưng mà phải thêm phân 20-20 đều. Okay. Rồi cho chủ nghiệp hoa tư vấn cho em các loại hoa đơn thân có mùi thơm nuôi được ở Sài Gòn, ở trung tâm, hoa thơm mà trồng ở Sài Gòn được thì như là trồng Cattleya. Cattleya là hoa thơm. Yeah. Đa số lá Cattleya hoa thơm, có một số ít Cattleya không thơm thôi, còn đại đa số lá Cattleya. Cattleya mà bông nhiều bông nhỏ, một chùm mà nhiều bông á thì thật thơm hơn Cattleya bông đại. Cái bông đại cũng có cái thơm hay không, nhưng mà đại đa số cái cát mini á thì nó thơm hơn là cát đại. Như đặc biệt là các giống cát này. Yeah. Cái giống cát này. Cái thứ hai là chúng ta trồng có thể là các giống dendro, như dendro bà liễu, dendro robert, dendro sisawai. Hay là các cái rồng vàng, rồng xanh, các cái giống đen ru nắng là hoa thơm. Rồi có giống như hồ điệp này hoa thơm. Nhá, anh chị nào muốn sưu tầm cái hồ điệp hoa thơm này thì để cho em là điện thoại. Hồ điệp hoa thơm giống rất là hiếm vậy. Và hoa thơm thì còn còn mấy giống nữa, để em suy nghĩ em còn giống gì hoa thơm không. Sơn đội tiên đang có mầm con tháng 11, có cắt nước được không? Phải chờ cái mầm con đó nó mập lên, đứng ngọn, phình thân mới cắt nước được. Hồ điệp ra ngồng rồi phun B1 được không? Phun B1 được, phun NPK 630-30 được, phun NPK 20-20 được, phun ra trong biển được. Và tôi nhớ là nên phun vào gốc, đừng có phun lên nụ nhé. Giới thiệu cho chị đèn quang phổ với chị Lâm Hiền, có thể là nhắn tin vào trong tin nhắn, em tự tư vấn cho. Trầm trắng làm sao cho ra hoa? Trầm trắng thì nếu mà trầm trắng chuẩn giống mà cái giống mà giống hoa Tết á thì đầu tháng 10 âm lịch là giảm tưới nước đó. Đầu tháng 9 âm lịch là giảm tưới nước đó. Đầu tháng 10 là cắt nước đó. Các bạn hãy nhá. Còn mà trầm trắng có một giống nữa là ra hoa vào từ tháng 4, tháng 5 thì giống nó phải tháng 12 mới cắt nước. Thì cái hai giống này nó khác nhau. Một cây là thân rất là ngắn, thân lùn thôi, thân cao có 40 50 phân thôi. Còn một giống trầm trắng mà thân dài cả mét là cái giống giống như cây Hawaii ấy. Thân rất là dài, to thì trầm đó là đầu tháng 10 đầu 9 âm lịch phải giảm tưới nước đó. Miền Nam trồng được lan kiều không? Trồng tốt đấy chứ. Bạn em ở Phú Quốc hay ở Sài Gòn trồng lan kiều rất là tốt. Thanh đạm Indo ra hoa tháng mấy? Cách làm cho nó ra hoa. Thanh đạm Indo thì ra hoa từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 12 luôn. Và giống này thì anh chị để nơi đủ nắng, tăng cường đủ lân kali. Và trong thời kỳ mà tầm tháng 8, tháng 9 á, nếu mà ban đêm có nhiệt độ lạnh xuống thì nó sẽ kích thích sự ra hoa. Hoặc cái phương pháp thứ hai là cắt gốc đó. Cách cắt gốc như thế nào thì anh Phạm Minh Mẫn có thể nhắn tin vào để hướng dẫn cắt âm gốc. Nhưng mà chúng ta chỉ làm được từ cái tháng 7, tháng 8 thôi. Qua mùa xuân không làm được nữa thì nhé. Có nghĩa là tầm từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 mà nó chưa ra hoa, tháng 10 ra hoa thì cắt âm gốc được. Kiều tím miền Trung cắt nước tháng mấy? Tầm tháng 12 hoặc sau tháng 1 cho bạn biết nhé. Dendro Úc có cho hoa Tết không? Dendro Úc thì chúng ta phải xử lý nó. Giảm tưới nước từ tháng 10, tháng 9. Rồi tăng cường lân kali vào tháng 10. Ông tăng cường lân kali vào tháng 9 luôn. Và đầu tháng 10 âm lịch thì cắt nước hoàn toàn cho nó. Nhưng mà khi mà để ra hoa vào đúng Tết á, thì nó cần có nhiệt độ
vào tầm tháng 11, ban buổi ngày phải ấm lên, ấm chấp chỉ còn 25 độ trên 25 độ thì nó mới thúc đẩy sự ra hoa đúng Tết nhé. Phi điệp cắt nước khi nào vậy thì phải tùy giống nữa. Có giống nó cắt nước vào tháng 10 âm lịch. Nếu giống ra hoa xuân thì cắt nước vào tháng 10 âm lịch. Giống ra hoa hè thì cắt nước vào tầm tháng 12 hoặc tháng 1. Yeah. Kiều bao nhiêu một chậu? Kiều thì em có từ 150, có một loại 150, có loại 400. Hay 150 chậu như này. Kiều này thì kiều rừng cát tiên. Giống này thì em mua cách đây 5 năm rồi. Là em nhân giống ra. Nhân giống một cách ươm thân già. Một chậu này em đang bán với giá là 150k. Anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm cái giống kiều thì chỉ cần lên bình luận cho em là cái kiều vuông. Kiều vuông Lâm Đồng ấy nhá. 150k một chậu. Còn anh chị ta muốn sưu tầm đây là giống phi điệp. Phi điệp này, phi điệp Châu Như. Cái phi điệp này là giống này của đầu em bên đây là rụng hết lá rồi. Nó bắt đầu rụng, bị hết lá, đang cắt nước luôn. Cắt nước khoảng đầu khi nào tới đầu tháng 11, đầu tháng 10 âm lịch hoặc đầu tháng 11 dương lịch thì có thể tưới nước trở lại nhỉ. Giữa tháng 11 chứ, giữa tháng 11 dương lịch chúng ta mới tưới nước trở lại. Anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm một giống phi điệp. Cái phi điệp này em có làm một cây ra hoa rồi này. Anh chị thấy không? Phi điệp mà ra hoa mùa mùa thu luôn. Là cái thằng này cắt nước hồi tháng 8. Cắt nước hồi tháng 8 sang tháng 9 đó. Cắt nước xong cái đem tưới nước trở lại thế là nó có hoa. Giống này đặc biệt giống xuân là vậy đó. Cắt nước sớm hơn nó ra hoa cũng được, nhưng mà giống hè không làm được đâu nhá. Giống hè cắt nước sớm không ra hoa được. Còn giống xuân này cắt nước sớm ra hoa được. Bởi vì giống này nó có đặc tính là nó chỉ cần có ban đêm nhiệt độ lạnh lạnh 23 24 độ. Ban ngày bằng mùa này ấm ấm mát mát là xử lý sớm được. Xử lý sớm ra hoa sớm được. Và đặc biệt là các giống phi điệp lai, các phi điệp rừng mà lai, đặc biệt phi điệp di linh lai lai, cây lông tu hay phi điệp di linh lai, cây đẩy thảo, nó cũng dễ ra hoa. Hồ điệp mới mua về cây có ngồng hoa hơi héo, vậy chăm sóc như thế nào cho tốt? Hồ điệp mà mua về có ngồng hoa thì anh chị không được tháo cái rêu ra. Vậy á, chúng ta phải giữ nguyên cái rêu này. Anh chị phải giữ nguyên cái rêu này. Chúng ta cho vào chậu, chúng ta lót thân củi xung quanh. Rồi chúng ta tưới nước khoảng 5 ngày một lần. Khi nào thấy cái rêu này khô thì tưới lại, còn rêu đang ướt thì đừng có tưới nữa. Phun phân thì anh chị có thể là phun phân vào trong chậu, khi nào thấy khô thì tưới phân thay nước đó, hoặc phun nhẹ lên lá ướt vào rốc thôi, cứ phun lúc nào cũng ẩm ướt. Khi nào mà chúng ta chơi hoa xong thì chúng ta tháo ra rêu ra trồng lại, còn mà đang chơi hoa thì không được tháo rêu, mà đã tháo rêu ra rồi thì phải cắt bỏ hoa. Anh chị thuốc Galaxy thì một gói nó 100g là 70.000 thuận đoàn trị nhé. Kèn rừng giờ xuống lá hết trăm sao, giảm tưới nước cho nó, cắt nước giảm tưới nước đó vào tầm vài tuần sau cắt nước đó. Nếu mà rụng lá rồi thì không cần bón phân gì nữa, phun cho nó, xịt cho nó ít vài lần lân là được, xịt vào gốc đó. Nguyên gì mà gốc cành hoa kiều ra rễ? Nguyên nhân gì mà gốc cành hoa kiều ra rễ là sao? Cái khi mà cái vòi hoa nó ra rễ ở cái gốc đó thì cái này quá trình nó ra hoa, xong đó có thể là đầu tiên nó ra ki mà nó bị sốc, xong đó cái sốc nó ra cả hoa cả ki. Thì khi mà cái vòi hoa tàn xong, anh chỉ cắt phía đầu ngoài vòi hoa thì cái gốc đó sau nó sẽ lên một cái mầm con mới. Nếu bạn nhận lên nhé. Nên là nó kết nó vừa lên cả hoa cả kỳ luôn. Tuyết Mai Ngô Thị số điện thoại là 0909. Ghi cho anh em ạ. 0902. 09029. Rồi. 90735. Rồi Trần Quang Dũng chốt. Rồi anh Trần Quang Dũng mà chốt thì cho em cái số điện thoại nha anh Dũng nhé. Anh Trần Quang Dũng chốt 400 thì em xin thoại. Anh gửi cho em xin clip cắt thân cát cho ra mầm con với. Ngô Huỳnh nhắn tin vào trong cái nhắn thì mình gửi video cho Ngô Huỳnh nhá. Anh chị chúng ta muốn em gửi video thì anh chị cứ nhắn tin vào. Các bác viết có dấu đi đọc mới được chứ. Anh chị nào có viết em hỏi đọc có dấu cho dễ nhớ chứ không cho dễ vệ dịch. Chứ không có dấu là mệt lắm nhá. Dịch lúc sai hết. Mình ngoài Bắc mùa này có tách cát trồng được không? Không nên nhé, ngoài Bắc thì không nên. Anh chị trong Nam thì dễ, ngoài Bắc thì nên để qua mùa xuân đi. Thành ngoài Bắc là mùa này và đâu là lạnh, để mùa ấm lên là các. Vì khi mà lạnh cây không chịu ra mầm đâu, không chịu ra rễ nữa là dễ suy cây. Nên là ngoài Bắc mà mùa này đừng có đụng gì vào việc tách chiết hay cắt trồng lại hết. Có clip chúng tôi người
người Nga lau sữa tươi lên lá cát theo anh liệu có tác dụng không? Lau sữa tươi cũng tốt chứ, tại vì ở trên thực chất ở trên lá lan này này, nó không hấp thu nhiều phân bón đâu, nó không hấp thu nhiều rễ đâu, nhưng mà trong quá trình mà cây nó cái ban ngày á, là khi có nắng lên thì các cái lỗ khí khổng ở đây này nó mở ra, chúng ta khi người ta lau sữa tươi lên đây hay lau chất dinh dưỡng nhẹ lên đây thì nó cũng hấp, cũng là ngập thẩm thấu vào trong qua lá. Nên khi mà anh chị phun phân á, ngoài phun gốc ra chúng ta cũng nên phun phân ướt lá nữa nhé, mà đặc biệt là phun ướt lá mà không ướt gốc là cây không phát triển mấy đâu, quan trọng là phải ướt gốc. Nên là người ta lau lên lá vẫn có hấp thu được mà. Có loại dendro ra hoa quanh năm không? Có nha, trường kiến nhé. Dendro thì ra hoa quanh năm mà, chỉ có dendro xuân mới ra hoa một lần thôi, còn dendro nắng, dendro màu ra già ra hoa quanh năm. Nhưng mà anh Thanh Nghiêm người là lau mà chúng ta có một ngày mà chúng ta có 100 chậu lan này, vài trăm chậu lan mà ta lau sữa tươi lên thì các bạn không hết được đâu. Chẳng có ta làm clip để xem cho biết thôi, nói chung là anh chỉ có thời gian rảnh thì có thể lau được. Khách đem phun luôn sữa tươi, chúng ta phun lên trực tiếp lên cây tốt lắm đấy nhỉ. Vậy vô thành phố hư hoa sao? Chúng ta khi mà cái nụ hoa thì nó sẽ không tránh được việc hư hoa đâu, nhưng mà nụ nhỏ thì không sao, nụ lớn thì rất là nguy hiểm, dễ bị hư hoa lắm anh chị Ngô Thị nhé. Chúng ta khi mà vận chuyển lan đi mà có nụ mà lớn á, nó vẫn có ảnh hưởng chứ phải không có ảnh hưởng. Nhưng thường nó phải bị trầy xước hoặc có thể là bị hơi vàng hoặc hơi héo, nhưng mà khi chúng ta mua về chúng ta để ra treo ra khô ráo và để vài ngày chúng ta tưới nước trở lại, chỉ sợ gãy thôi, chứ còn mà nó hơi héo thì tưới nước lại tươi được lại. Vừa kiếm không anh? Có chứ, đây là nó có kiếm, mà đây là một kiếm, em có một chậu kiếm như này. Đó, kiếm này là kiếm thân lá đẹp thôi. Chậu này 3,5 năm anh chị nhé, 3,5 năm. Còn anh chị chúng ta muốn mua kiếm vá thì em có chậu cây hoa vàng đây. Cây hoa vàng, có cây hoa vàng luôn. Đây, chậu kiếm hoa đây, dài đây, hoa màu vàng đây. Lưỡi màu hồng nghĩa, rất là đẹp. Cây này, chậu này nó bán 600k, nó có 4 thân. Anh chị nào chúng ta, cây này thì dơ lên nó bất tiện quá, tại vì sợ gãy mất một hoa. Là em đưa mẫu hoa thôi. Còn anh Dương Phạm kiếm quan tâm thì có thể để em quay, để nhắn tin vào để em chụp hình cho. Gửi vào thành phố thì có hư hoa không? Em sẽ cố gắng nhất có thể để không bị hư hoa. Em chuyển mai Ngô Thị nhé. Nguyễn Ngọc Nghiệp, em quá nhiệt tình, dạy cả nhà yêu lan, rất tốt cho cả nhà trồng và chăm sóc lan. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị vào theo dõi livestream của em mà thấy có ích thì hãy giúp cho em chia sẻ. Và anh chị thấy có thể là có những thông tin hữu ích, có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình, những ai mà chơi lan ngoài kia mà họ chưa biết cách trồng lan. Rồi, chào Vĩnh Trần, nghe anh nói hay quá, nghiện luôn. Rồi, cảm ơn Đoàn Thị Tiền rất là nhiều. Hồ điệp thơm đó, quả bông dài không chú? Hồ điệp thơm quả bông ngắn lắm, nó trung bình khoảng tầm 20 phân thôi. Nhớ anh nhé, cây mà chăm đạt khỏe thì dài được tầm 20 phân trở lại. Nhưng mà thơm rất là dễ chịu. Rồi, chào Song Toàn, nên là phụ nữ cá mập có cần nắng nhiều không? Giá bao nhiêu? Chậu phụ nữ cá mập này là giá 250. Thì anh quan tâm thì lại cho em số điện thoại. Và giống này thì nắng nhẹ nhẹ thôi, giống này thì không cần nhiều nắng nhé, nắng tầm 40%-50% là được. Lan thân thảo mình cắt nước rồi mới phun 60 hay sao? Mình phun 6-30 trước rồi mới cắt nước và giảm tưới nước chứ, để phun 6-30 rồi giảm tưới nước sau đó mới cắt nước. Thế là anh ơi, em ở miền Nam có mua lụa vàng Tây Bắc về trồng, em để tự nhiên mà vẫn đang đóng nụ cho hoa, vậy có kịp Tết không anh? Bữa nay mà đóng nụ thì nở hoa sớm rồi, tại vì từ khi nụ nhú nụ tới lúc nở thì nó rơi vào tầm 25-30 ngày thôi, mà bữa nay mới giữa tháng 9 âm lịch mà nó đợi sớm đấy. Mà coi chừng không phải là nụ, đó là ki đấy nhớ hơn chạy trần nhé, coi chừng nó nú ra là ki chứ phải nụ đâu. Lân và kali pha bao nhiêu gam cho 1 lít nước vậy? 1 gam cho 1 lít nước là tốt nhất cho mình Nguyễn nhé. Có thể có một số cây thì nó phải pha được 2 gam, nhưng mà pha 2 gam cho 1 lít thì sau đó phải xả nước. Vậy rồng ra hoa tháng mấy, thời điểm này cho phân gì? Vậy rồng ra hoa vào tầm tháng 3-4, có những cây trễ tháng 5-6 thì mùa này cũng phun phân bình thường thôi. Các lan khác như là NPK 20-20 hay là phun rong biển hay là phun B1 được nhé. Cho hỏi cách trồng cát. Trồng cát thì nó đơn giản là anh chị, nếu khi mà anh chị chúng ta mua cải vị cát á, là giống này là người ta đã trồng thuần rồi, anh chị mua về chúng ta chỉ cần nhổ ở chậu này để khô ráo vài ngày, sau đó chúng ta đưa vào chậu mới bình thường. Nhưng mà chúng ta muốn thay giá thể á, thì chúng ta phải chờ qua mùa xuân. Nếu anh chị ở miền Bắc
Còn anh chị ở miền Bắc mà chúng ta mua về, chúng ta thay cái chậu chúng ta nhổ này ra thôi, nhổ này ra xong cái thay vào chậu mới bình thường nhé, để khô ráo vài ngày rồi hãy tưới nước. Và cát á, thì chúng ta có thể trồng ở trên bề mặt. Và trong video, trong YouTube của em có cái video cách trồng cát á, nên là Thúy Hoàng có thể là xem lại, là chúng ta bỏ vào cho định vị, chúng ta định vị cái gốc nó không lung lay là được. Cách cắt tỉa luôn, em có cách cắt tỉa cát nữa. Hạt vị của mình nó xanh mơn mởn, bây giờ phải làm thế nào hả? Hạt vị xanh mơn mởn là đúng rồi, mùa này thì cứ chăm sóc nó bình thường. Qua tầng tháng 11 chúng ta mới giảm tưới nước, giảm tưới nước, tăng cường lân kali sẽ đứng ngọn, đứng ngọn xong cắt nước hoàn toàn. Nó khoảng tháng 12 cắt nước nó, cắt nước nó hoàn toàn 45 ngày xong tưới nước lại. Đây thực hiện nhé. Chào Thiên Yến, Thiên Nga cắt nước 3 tuần rồi nhưng không rụng lá hết lá, lá ngọn vẫn đi thì có cho hoa không? Đang đi ngọn thì phải, rất là chúng ta phải, chúng ta muốn cắt nước nó là chúng ta phải chờ cái ngọn nó phình đứng lại đã. Chị Yến nhé, Thiên Nga thì nó thường sẽ lên một, nó lên ngọn hoặc lên thân nó khoảng tầm 20-30 phân, cây nào mập lắm khỏe lắm hạ 30 phân thôi, nên là phải chờ cái ngọn nó đứng hoàn toàn đi thì chúng ta mới được cắt nước. Chờ cái ngọn đứng hoàn toàn đi, tăng cường lân kali lên rồi chúng ta mới cắt nước được. Còn cây đang đi ngọn mà chúng ta cắt nước thì chưa, nó chưa đúng, nên là phải chờ đứng ngọn nên mới được cắt nước nha chị nhé. Hồ Điệp chờ mới mua về có ngồng 10 sen rồi. Rồi này mới trả lời, cây mới mua phun B12 với diệt khuẩn chung được không? B12 mà là dạng thuốc giải độc. Giải độc thì chúng ta không biết là trộn, không kết hợp phim diệt khuẩn thì không nên cái hại ở đây. Đây phân B12 có thể pha chung với phân bón, không nên pha chung với diệt khuẩn nhé. Đại Châu bây giờ nhú nụ như hạt đậu rồi, kịp Tết không? Nhú nụ hạt đậu thì có thể kịp, nếu ở xứ lạnh thì có thể trễ, nhưng mà thường thường bây giờ là nhú nụ sớm là nó nở hoa sớm, cái đầu tháng 10 mà nhú nụ thì nó mới chuẩn, còn bây giờ nó vẫn sớm nhé. Đại Châu và Đai Châu là một hả? Đúng rồi, Đại Châu, Đai Châu là do tiếng người đa số là người miền Bắc đọc nó bị gọi là đọc nó bị thiếu dấu á, nên là ra từ Đai Châu. Còn Đại Châu đây là cùng một đọc đọc lệch, Đại và Đai đều đọc lệch hết. Bởi vì cái tên qua tên chuẩn phổ thông của cái Đại Châu hay cái Ngọc Điểm, nó là tên Ngọc Điểm hay là Nghinh Xuân, và cái lá nó to nên người ta hay đặt là lan tai châu, tai của con trâu á, ý với chỉ là cái lá nó to, nên do cái người đọc miền Bắc, đa số là người miền Bắc đọc nó bị lệch từ đại tai thành đại thành đai hay là con trâu, nên là người ta cũng hiểu được đó là lan Ngọc Điểm, Đại Châu, Đai Châu, Tai Châu, Ngọc Điểm, Nghinh Xuân. Nên tên người Tây Việt Nam nó rất là phong phú, người ta mới nói là phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Tên tiếng Anh thì chỉ có một loại, cái dòng cái tên là cái tên khoa học đó là Rhizotilis mà giganta, em chỉ nhớ bằng mãng, đọc tiếng Anh thì không rành lắm nhưng không chuẩn lắm, nhưng mà tên tiếng Anh nó là có một thôi, nhưng mà tên tiếng Việt chúng ta thì 5-6 loại. Đại Châu hay Ngọc Điểm thì không phải cắt nước nhá, thông được vàng nhá. Sài Gòn trồng được lan gì vậy? Trồng được nhiều loại lắm, như là Dendro, Cattleya, vụ nữ, Hồ Điệp, Kiếm, Phi Điệp, Trầm, Mokara, rồi là như là Hải Yến, Họa Hoàng, Cù Lâu Minh, các cái dòng lai như Vanda hay là Ren Red, như trồng rất là nhiều. Lâm Hoàng nhé. Cách chăm sóc Đại Châu ra hoa Tết như hồi nãy em có chia sẻ cho anh chị đó. Nếu anh chị mà chưa ra rõ nữa có thể nhắn tin vào trong tin nhắn. Đại Châu tầm này thì phun gì? Nếu mà chúng ta chưa có nụ thì phun cứ NPK 6-30-30 vài lần. Có nụ rồi thì nên phun 20-20 đều. Hồ Điệp tháng mấy nhú ngọc thì kịp Tết? Đầu tháng 9 âm lịch. Đầu tháng 9 âm lịch là nhú ngọc là kịp Tết. Bữa nay mà chưa nhú ngọc là sẽ trễ. Anh cho hỏi phụ nữ, nàng tiên cá trồng bằng giá thể gì vậy? Thích hợp như là than củi, vỏ thông hay dấn sợi. Cũng có thể trồng sơ dừa được nhưng mà ít thôi. Trồng sơ dừa nhiều thì nó mau mục, và thứ hai nó giữ ẩm cao, nên thích hợp trồng than củi, vỏ thông hoặc chấn sợi. Hoàng Lạp sóc Lào làm sao ra hoa Tết? Hai giống này thì em chịu bó tay, bởi vì giờ sóc Lào ra hoa vào tháng 5, Hoàng Lạp phải ra hoa vào tầm tháng 4, nên là kêu em làm hoa Tết em cũng bó tay với nó nha, lên chị phụ nhé. Còn có người ta có cách để chích thuốc vào trong trồng thân để ra hoa thì phương pháp này thì em không có hướng dẫn, bởi vì phương pháp này làm hư cây. Hoa lan kiều vuông lúc nào cắt nước? Kiều vuông thì bây giờ giảm tưới nước được nhé, nhưng mà tùy giống nữa, có giống sẽ ra hoa sớm, có giống ra hoa muộn. Khoảng giờ đầu tháng 9 âm lịch thì có thể là tăng cường giảm tưới nước và tăng cường lân kali cho kiều vuông, rồi đầu tháng 10 thì cắt nước hoàn toàn nó. Và còn quan trọng nữa là cái khi mà chúng ta tưới nước trở lại á, tầm giữa tháng 11 âm lịch mà thời tiết ấm hơn thì ra hoa sớm, thời tiết lạnh thì ra hoa trễ, chị lưu ý nhé. Lan đuôi công có cắt nước không?
À, giống nuôi công cũng cắt nước, giống này thì nhập khẩu từ bán đảo Malaysia, nó xuất xứ ở vùng vùng bán đảo Huy Nê ở vùng phía quần đảo của Malaysia, và giống này nó cùng họ với lại bầu hỷ. Và cái giống này thì nó không phải là nó ra hoa trên cái thân đang đi ngọn luôn, giả sử như là cái lan đang đi ngọn tiếp nó ra hoa ở cái phần gốc, cái phần mà cái rụng lá rồi ấy. Nên là lan nuôi công này chúng ta cắt nước đó làm hoa nó được vào từ mùa gọi là cuối mùa đông, tầm tháng 11, 12 trở đi có thể cắt nước đó được, và nó ra hoa vào mùa xuân. Em Thanh cho em hỏi giá thể mà có những mầm mảng bám nhiều màu trắng là bị sao vậy? À, mong chị cách khắc phục. À, giá thể mà bảng màu trắng đó là do cái nấm trắng, gọi là cái giống như là cái nấm gỗ á. Cái nấm trắng này là chúng ta có thể sử dụng như cốc tâm lam để phun nó, hoặc chúng ta sử dụng các cái thuốc tẩy thì, tẩy rêu, nhưng mà cốc tâm lam thì hiệu quả hơn. Cốc tâm lam phun lên nó bóc ra luôn, nó khô nó bóc ra luôn. Lê Sĩ Phú ở Sài Gòn, ở Sài Gòn mà làm hoàng lạp ra hoa Tết hả? Hoàng lạp cũng có thể, ở Sài Gòn mà riêng sóc thì không được, nhưng mà ở hoàng lạp mà làm cho ra hoa Tết ở Sài Gòn thì có thể được. Như mùa này là giảm tưới nước cho nó, với điều kiện là thân đã đứng ngọn rồi. Thì khi mà chúng ta làm cho cái hoàng lạp ra hoa Tết thì chúng ta có xử lý như giống như dòng xuân đó. Nhưng mà không chắc chắn, không chắc chắn 100% đâu. Nhưng mà ban đêm phải đòi hỏi nhiệt độ lạnh. Trong thời tháng 10 mà cắt nước đó thì phải có đêm phải nhiệt độ lạnh xuống, là ban đêm phải chịu khó đưa vào máy lạnh. Hồ điệp đó hoa thơm nhiều hay thoang thoảng? Hoa thơm thoang thoảng nha bay đã nhé. Thanh Đạm, Indo chậu to nhưng ít bông, cho hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Chậu to ít bông thì có hạn là anh chị kiểm tra thân tơ của nó. Nó phải nhiều thân tơ thì nó mới nhiều bông. Tại vì mỗi lần lên thân tơ là mỗi lần lên bông. Nên là phương pháp muốn cho nó lên nhiều liều hoa thì sang năm anh chị có thể cắt gốc nó nhé, cắt gốc nó cho lên nhiều hoa. Hoặc là bây giờ cắt gốc nó cho lên nhiều bông con đi, cắt âm gốc nó cho nhiều bông con. Thì sang năm sẽ có nhiều hoa. Rồi, cái phương pháp cắt gốc thì Lê Giang có thể là xem trong YouTube mình có, trong YouTube mình có. Trên YouTube em thì có tầm 700-800 video. Nên anh chị chúng ta có thể vào trong YouTube chúng ta bấm cái tiêu đề cho nó lên nhé. Lan bị đốm đen vàng bị bệnh gì? Có thuốc trị nhé, có thuốc trị cho nó. Lan bị đốm đen vàng thì ta sẽ phun được những Atracol hay là Ridomin nhé, hay là Kikibun cũng được. Bạn cho hỏi đùi gà dẹt làm sao cho hoa Tết. Cái này em cũng bó tay, bởi vì giống này không ra hoa như vậy, giống ra hoa Tết. Giống ra hoa vào tầm tháng 3, tháng 4 thì giống này không thể nào làm hoa Tết được. Đó là chúng ta tháng 11, 12 mới cắt nước nó. Thì là các bác vị đã cho mình mọi người kinh nghiệm Đại Châu tưới kích hoa Ngọc Linh A3 hay A9 được không bác? Kích hoa Ngọc Linh, nếu hạn nhất là anh chị đầu tiên chúng ta phải sử dụng ít thôi, sử dụng tạm thử, tại vì cái chế phẩm này thì em chưa sử dụng bao giờ ạ. Nên là thường em tăng cường chỉ có lân và kali lên nó là ra hoa, nên là không cần phải chế phẩm mới sử dụng cái phân gì cả. Đối với cái phân đó mà nó có hàm lượng lân và kali thì nó sẽ phun ra hoa được. Em có quế trắng không? Có chứ gì, quế là quế tháng 8. Em có chậu quế tháng 8 3 cây, rất là to nhé. Chậu 3 cây này bán với giá là 500k vậy. Anh Kham 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 đúng không? Anh quan tâm về quế trắng hay là quế tháng 8? Chỉ cần để lại cho em số điện thoại nhé. Quế tháng 8, quế trắng, quế tháng 8, chậu 3 cây 500k. Phi điệp ho có làm hoa Tết được không? Phi điệp ho là nếu mà chuẩn giống cái phi điệp mà HO thì giống một rau hoa hè. Còn anh chị mà mua sai giống thì nó sẽ ra hoa vào xuân. Còn không biết ra hoa Tết thì không thì không biết. Còn mà cây chuẩn giống phi điệp ho thì giống ra hoa hè. Có bán hồ điệp âm dương không? Em không có hồ điệp âm dương mà em có hồ điệp như này. La Biên. Anh Phước Đồng Phương Đặng nhé. 100k một cây, giống hồ điệp này đang có ngồng hoa này, nó bắt đầu nhú ngồng hoa. Đại gia sắp cưới vợ chưa đại gia ơi hả? Ơi cảm ơn Quỳnh Hoa rất là nhiều, gần lấy rồi nhá. Vậy chị chốt chậu cắt trắng 400k có được không vậy? Chậu cắt trắng này có người chốt mất rồi nhá, chị Tuyết Mai Ngô Thị nhá, có người có cái anh Trần Quốc Dũng chốt trước mất rồi. Chị cách cho hoa tháng trong mát, chỉ cách cho ra hoa trong mát, ra hoa không chú. Nếu mà tất cả loại lan mà trồng trong mát không bao giờ có hoa được hết. Còn mà chỉ có cách duy nhất
anh chị không có, chúng ta giả sử chúng ta có mái che mà bằng tôn đó, chúng ta muốn ra hoa được chúng ta phải thay tôn sáng thôi, tôn thay bằng tôn sáng là tốt nhất. Hai là chúng ta phải trồng bằng thay bằng bóng đèn quang phổ, chúng ta phải trang bị cái bóng đèn mà nó chiếu ra cái bức xạ giống như năng lượng mặt trời ấy, thì cây chúng ta mới tạo ra diệp lục, nó mới kích thích sự phát triển, sự ra hoa. Còn mà thiếu ánh nắng cây không tạo ra diệp lục được thì sẽ không bao giờ ra hoa được nha chị chú ấy. Điều rượu chua nhé, giá thể có bằng bám rồi. Cho cô xem lại tin cách chăm khóc cát. Anh Khải Ngô chỉ cần xem lại cái livestream này lúc đầu á, anh Khải Ngô nhé. Có như là anh sau cái kết thúc livestream này anh chỉ cần mở cái livestream này xem lại, thì vào đầu cái livestream em có hướng dẫn về cách chăm sóc cát. Nếu không chốt được trắng thì chốt, vậy chốt chậu cát vàng nhé. Rồi ok chị Mai Ngô Thị. Lan bị kiến bò nhiều có hại không, dùng thuốc gì? Bên em là có thuốc trị kiến như thế này, có thuốc trị kiến Chicago này chị nhá, 95g một chai, rất là hiệu quả. Hoặc anh chị có thể là dùng lúc não bỏ một gốc, nó cũng làm xua đuổi kiến đi. Anh chị nào mà quan tâm về lông tu, đây là những cái giò lông tu tròn rất là lớn nhá. Lông tu tròn, giò này là tác phẩm, giò này 28 thân, em đang bán với giá là 1,8 triệu. Và nay em bắt đầu là giảm thứ nước, cắt nước rồi, bắt đầu cắt nước rồi. Chọi kiều tím miền Trung cắt nước bao nhiêu ngày? Cắt nước tầm 45 ngày và thích hợp cắt nước vào tầm tháng 11, 12 ấy nhé. Cho hỏi Lan Thanh Tuyền ra hoa vào tháng mấy? Lan Thanh Tuyền ra hoa vào tầm tháng 7, tháng 8. Giống này thì không cần cắt nước gì ạ. Nhưng mà khi từ khi anh chị tách ra trồng chậu á, mà để nó muốn nó ra hoa thì anh chị phải trồng tầm 10 năm nó mới ra hoa được. Hồng Thảo Kim Thoa ra hoa tháng mấy và cho phân gì? Hồng Thảo Kim Thoa thì ra hoa vào tầm từ tháng 5, tháng 6. Giống này phải cắt nước nó tầm 45 ngày. Từ tháng 1, tháng 2 rồi đi. Ở Đông Lai có trồng được nhãn không? Trồng được tốt đấy chứ. Lưu Nguyễn Văn nhé. Bổ ích cho người chị Lan. Cô nghe thấy nghiệt luôn. Mỗi tội già rồi nghe mà không nhớ được mấy. Rồi ok. Chị Đào Hương chắc chắn là phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Đúng không ạ? Sơn Đội Tiên cấy bảng gỗ hay cấy chậu vậy? Sơn Đội Tiên chúng ta cấy bảng gỗ cũng được. Cũng đẹp. Nhưng mà cấy chậu thì nó đẹp hơn. Tại vì cái chậu là cái lá, cái thân lá nó phát triển đều ra. Thân lá đều ra. Còn mà chúng ta trồng bằng gỗ thì thân nó cong, nó không đẹp. Nên em có một chậu Sơn Lụy Tiên trồng bằng diện cục chớn như thế này. Anh chị thấy không? Đây là một chậu Sơn Lụy Tiên rất là to, đẹp không? Mầm con đã đứng hết rồi. Khi mà anh chị chúng ta có những chậu Sơn Lụy Tiên này thì chắc chắn rằng là thân lá rất là đạt, đúng không ạ? Rất là to, đẹp. Chậu nào em đang bán với 600k hay gì á. Thân đạo, cái là nguyên một dề của nó. Sơn Thủy Tiên nhé. Trồng để mà thân đứng lên nó đẹp hơn là trồng bảng. Trồng bảng cái thân nó, trồng bảng cái trồng đứng cũng được. Nói chung là trồng mà sao để thân nó đứng lên, đừng để thân nó nghiêng về một bên, nó không đẹp. Đại Châu nụ năm trước năm nay có nở được không em? Đại Châu nụ năm trước thì năm nay không nở, nó hư luôn, nó hư rồi như vậy. Phi Điệp từ lúc cắt nước từ lúc nở hoa là bao nhiêu ngày vậy? Tùy theo khí hậu, nó có thể dao động 2-3 to chứ này. 2 tháng cũng có thể là 3 tháng. Bởi vì từ khi nhú nụ cho tới lúc nở hoa của phi điệp, nếu mà khí hậu ấm á, thì tầm 35 ngày. Nếu khí hậu lạnh á, thì có thể là 45 ngày. Nên là từ lúc tưới nước cho lúc nhú nụ có thể là 1 tháng hoặc là có thể là hơn 1 tháng. Nên là từ khi tưới nước cho tới lúc nở thì có thể dao động vào tầm 2 đến 3 tháng. Đấy. Nhãn tháng 8 có cần cắt nước không? Nhãn tháng 8 không cần cắt nước. Chỉ cần tầm từ tháng 7, tháng 8 trở đi, anh chị tăng cường lân kali và có nhiệt độ ban đêm lạnh xuống nhé. Dendro đang có hoa kích hoa tiếp, nó có ra ở nách lá không? Muốn để ra hoa tiếp á, thì phải cắt hết cái nụ đó đi, cắt hết các cái ngọc nụ dở, nụ đang hoa nụ dở luôn. Nó đang có hoa là tích không ra đâu, chúng ta phải chờ hết đợt hoa đó, cắt hết đợt hoa đó, dưỡng cây vài tuần, sau đó gọi là sau đó kích hoa lên thì nó mới ra. Còn mà đang có nụ mà cắt bỏ cái nụ rồi sau đó tưới phân thuốc thì nó lại lên. Còn khi đang ra hoa mà cắt hoa xong thì không lên liền, bởi vì cây nó đang sử dụng chất dinh dưỡng để đang nuôi hoa mà. Còn khi mà đang có nụ là nó đang thúc đẩy ra nụ và cắt nụ này lên nụ khác. Mà anh chị muốn làm cho nụ ra hoa tết thì phải đầu tháng 10 âm lịch chúng ta mới cắt. Đây một lần nhé. Đại Châu giờ vẫn chưa thấy nhũ ngồng, mình có phun 60-30 một lần, có cần phun thêm không? Phun tầm 2-3 lần là được chứ bình thường nhé. Và để nơi đủ nắng. Đầu tháng 10 âm lịch mà nhú nụ là chuẩn tết. Dendro có phải cắt nước không? Dendro xuân thì cắt nước. Còn đen rô khác không cắt nước. Đen rô nắng, đen rô màu, đen rô da da thì không cắt nước. Phi Điệp cắt nước tháng mấy?
sẽ cách tùy theo giống. Giống nụ hoa xuân thì cắt nước vào tháng 10, 11, tháng 10, 11 âm lịch. Giống hoa hè thì cắt từ tháng 12 âm lịch hoặc sang tháng 1 âm lịch. Hạt vị này là cắt nước được chưa? Nếu mà giống hạt vị Đà Lạt thì cắt nước được rồi. Còn mà giảm tới nước cắt nước được rồi. Còn mà hạt vị khác thì giống ra hoa vào tháng 3, tháng 4. Thì chưa phải đến lúc cắt nước. Hạt ngọc điểm bị nấm bị sắt phun thuốc gì? Chúng ta sẽ phun được những atracol bình đoàn nguyện đoàn nhé. Bora 100 cho hoa tết thì chăm sao? Giờ cứ phun 20-20 đều. Đầu tháng 10 âm lịch chúng ta mới tăng cường lên Gali để nơi nhiều nắng. Hay nhé. Chào mình, hello. Chào Hoài Vũ. Em có Dendro Tết không? Dendro hả? Dendro thì bữa nay em chú nhập về. Dendro em có nhưng mà nó còn chậm thôi. Chưa có hoa là vì chưa làm hoa luôn. Bởi vì nó còn sớm. Đầu tháng 10 mới đưa ra nơi nhiều nắng. Đầu tháng 10 âm ra nhiều nắng. Nếu anh chị mà 400 Dendro thì em có mấy chậu mấy cái bụi rất là to. Đợt này chưa có hoa như này này. Đây em có chậu Dendro nắng gì đâu. Trời ơi nó to này, to khủng khiếp luôn. Cái này anh chị cần về là treo trồng nơi đủ nắng. Chúng ta trồng nơi nhiều nắng. Rồi và phun thêm 6-30-30 hoặc phun nặng đô hơn để 0-5-2-3-4. Chậu này đầu tháng 10 âm lịch là em đưa ra nơi nhiều nắng, em treo. Xong đó bắt đầu là tăng cường lân kali cho nó là tự động ra hoa, hình nhá. Hoàng tử đỏ ra hoa vào tháng mấy và cách chăm sóc hoa? Hoàng tử đỏ thì trồng nơi thật nhiều nắng, ra hoa quanh năm. Phun đủ phân bón như NPK 20-20 là tự động ra hoa nhé. Phạm Quốc Trọng nhé. Bây giờ thì em sẽ kết thúc live ở đây anh chị nhé. Đây này em sẽ quay để xem anh chị nào mà cần có những cái tư vấn gì thì anh chị hãy để lại cho em cái số điện thoại. Và anh chị nào ở Zalo mà muốn mua phân bón hay là muốn gì anh chị phải để lại số điện thoại hai lần. Thì như bình đoàn là ghi danh số điện thoại là 09139 21140 của Bình Đoàn Bình là cái Trung Nguyễn Văn là nhãn cho nắng 100% được không? Nhãn cho nắng 100% được nhưng mà cây sẽ hơi vàng đi. Tốt nhất là cho nắng 100% buổi sáng thôi, không nên cho nắng 100% buổi chiều. Cây sẽ vàng cây, yếu cây. Không phải yếu cây mà cây nó xấu cây nhé. Rồi bây giờ anh chị nào cần có tư vấn gì thì có thể nhắn tin vào tin nhắn chúng tôi hoặc có thể liên hệ số điện thoại của nhà vườn là 0914742202 đang chạy dưới màn hình ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc anh chị một buổi chiều thật có nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại anh chị trong livestream vào tối nay vào lúc 8 giờ tối nhé.